Thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, sau khi thành đạo khoảng chừng vài tháng, Đức Phật đã trở về thăm vua cha Tịnh Phạn. Trong lần thăm viếng đầu tiên này có rất nhiều sự kiện mà nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó là nhiều pháp lạ đã được diễn ra. Theo truyền thống của nền văn hóa Ấn Độ, một nhân vật được gọi là vĩ nhân, đại nhân phải có những phép lạ. Và phép lạ được hiểu một cách phổ thông nhất trong thời bấy giờ đó, đó là người đó có thể làm cho những người đối diện với mình nhìn thấy được lửa và nước đang xuất ra từ mỗi lỗ chân lông. Phép lạ đó đã được ghi nhận ở trong kinh điển Veda rất là lâu xa trước khi Đức Phật có mặt ở trên cuộc đời. Và hầu như là người ta ít khi nào nhìn thấy một nhân vật nào có được khả năng đặc biệt đó lắm. Khi trở về thăm vua cha thì vua cha rất là hạnh phúc và nghĩ rằng con của mình sau 6 năm, mà nói theo kinh điển Đại Thừa là 11 năm, đã chán nản cuộc đời đi tu rồi. Bây giờ trở về lại để chuẩn bị kế ngôi vua mà ông đã từng mơ ước. Dĩ nhiên là hình thù của Đức Phật lúc đó đó là một vị đại sa môn giải thoát, an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng lắm, chứ không phải là một vị đông cung thái tử của ngày hôm nào. Nhưng mà nhà vua vẫn thầm mơ ước rằng con của mình sẽ kế ngôi vua mà thôi. Tình cảm cho con đã làm cho vua cha không thể nào chấp nhận Đức Phật là bậc giác ngộ. Và quan điểm cũng như là thái độ đó đó đã được diễn ra một cách tương tự đối với những người hoàng thân quốc thích, bởi vì họ đã từng nhìn thấy Đức Phật Thích Ca cách đó vài năm, là một người có vợ và con, cũng sống cuộc đời giống như bao nhiêu người hoàng thân quốc thích khác, do đó không có gì là cái đặc biệt cả. Thì cái ngày mà giáo hóa cho vua cha và những người thân bằng quyến thuộc, Đức Phật đã phải vận dụng thần thông, đó là làm cho mọi người thấy được trong mỗi lỗ chân lông của Đức Phật xuất ra nước và lửa cùng một lúc. Quan niệm về thần thông này đó, cho chúng ta thấy rằng là trong những cái đối lập của cuộc đời giữa nước và lửa, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, tốt và không tốt, nói chung là những cái đối lập, nếu biết cách thể hiện và vận dụng đó, chúng có thể hòa điệu với nhau và giúp đỡ cho con người chúng ta rất là nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Và người hòa điệu được cái đó đó được gọi là bậc vĩ nhân, bậc đại nhân. Cái cách thức giải mã về sự đối lập làm cho con người trở nên cao thượng đó chỉ có trong kinh Phật mới có. Trong nền văn hóa Ấn Độ thì họ chỉ nghĩ đơn thuần là làm những chuyện khó làm là vĩ nhân. Còn nhà Phật nói cái khó làm về phương diện vật lý, hòa hợp giữa lửa và nước là một. Cái đó bây giờ các cái bảng nhiệt lượng đó có thể giúp chúng ta làm chuyện đó. Cao nhất cũng nó mà thấp nhất cũng nó thôi, không hề chống trái lẫn nhau. Chuyện làm đó rất là đơn giản. Còn hóa giải những cái khác biệt với mình, làm cho nó trở nên hòa thuận theo hình ảnh mà kinh điển nhà Phật đã mô tả đó, giống như là nước và sữa, là chuyện rất là khó làm. Dĩ nhiên là có nhiều người rất là cất cớ, họ có thể tạo một cái phản ứng kết tủa ở trong sự hòa hợp này. Chẳng hạn như là chúng ta vắt một trái chanh vào bên trong thì sữa nó sẽ đóng cục lại và nước nó sẽ tách rời ra. Hoặc là chúng ta có thể dùng một số loại an xích nào đó đó thì chúng ta có thể làm được việc đó. Cho nên nó là khi mà phiền não con người, lòng tham, lòng sân, lòng si, thái độ đố tật, ganh tị, hơn thua, va chạm, ý thức hệ đã xuất hiện đó, thì lúc bấy giờ giữa chúng ta và người khác á, trở thành một chất xúc tác của kết tủa. Và lúc đó nước là nước và sữa là sữa. Thì trong trường hợp đó chúng ta trở thành người bị thất bại, nghĩa là nỗi khổ niềm đau giữa ta và người đó ngày càng được nhân rộng ra, đến độ đó nó có một cái khoảng cách không gian rất là lớn, vừa về vật lý mà vừa về tâm lý.
cho nên hóa giải được những đối lập đó được gọi là vĩ nhân. Và Đức Phật đã thể hiện loại thần thông đó, cho nên là vua cha cảm thấy rằng là con của mình ngày hôm nào đã đúng với cái lời tiên tri của A Tư Đà, đó là trở thành bậc giác ngộ chứ không phải là trở thành chuyển lương thánh vương. Lúc đó vua cha đã bày tỏ lòng tôn kính bằng cách đó là quỳ xuống, dùng hai bàn tay của mình chấm vào bàn chân của Đức Phật rồi đưa lên trán để bày tỏ cái sự khát ngưỡng về giáo pháp, với tư cách là một người tín đồ đối với một người giáo chủ của truyền thống tâm linh mới. Trong thời của Đức Phật thì nghi thức mà đảnh lễ ngũ thể đầu địa mà chúng ta ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Hoa chưa có. Người ta chỉ có biểu tỏ bằng cách là bài cái vai hữu, tức là vai phải của mình ra, từ chỗ ngồi đứng dậy. Rồi nếu có nữa thì đi nhiễu quanh nhân vật được tôn kính nó 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Đó là cách thức biểu tỏ lòng tôn kính. Và nhờ cái sự thi triển về thần thông đó đó, Đức Phật đã hóa độ được vua cha và hóa độ được rất nhiều người. Cứ dựa trên truyền thống là tôi là cậu nè, tôi là chú, tôi là bác, tôi là anh, tôi là em, tôi là những người bạn. Và nếu quan niệm với cách thức đó đó thì lời nói của Đức Phật dù có chân lý, dù có đạo đức, có tuệ giác cỡ nào đi nữa, họ cũng khó có thể gọi là tiếp nhận được lắm. Cho nên chỉ có thông qua cách thể hiện thần thông, Đức Phật đã hóa độ được gia đình của mình. Ngày hôm nay chúng tôi xin phân tích và chia sẻ với toàn thể quý vị về một vài cái khía cạnh của phép lạ của sự giáo hóa theo tinh thần của Đức Phật dạy. Dĩ nhiên là đọc lại những cái trang sử viết về sự hóa độ vua cha của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng vai trò của thần thông không thể nào phủ định được. Nó lớn đến độ là khi chúng ta thấy một người nào đó có khả năng đặc biệt thôi, chúng ta tỏ lòng kính phục. Và khi tỏ lòng kính phục rồi đó, chúng ta có thể tin 100%, nghe theo tất cả những gì mà người đó có thể giảng dạy cho chúng ta. Và từ đó cái khuynh hướng của chủ nghĩa thần tượng cá nhân bắt đầu xuất hiện. Mà cái này theo Đức Phật rất nguy hiểm. Chính vì thế mà Đức Phật không bao giờ muốn ai ca tụng Ngài như là một vị Thượng Đế, không bao giờ tôn kính Ngài như là một vị Thần Linh, không bao giờ bày tỏ sự tôn trọng Ngài. Bởi vì Ngài có nhiều phép màu, có nhiều phép lạ, giống như một số giáo chủ của Bà La Môn lúc bấy giờ. Và Đức Phật đã lưu ý chúng ta rất nhiều về chuyện đó. Khi chúng ta đến với Phật giáo đó, chúng ta không đến vì ông thầy. Nếu chúng ta đến vì ông thầy đó thì chúng ta đã thân tượng ông thầy đó. Và khi đến chùa tiếp cận đạo Phật thông qua sự thần tượng cá nhân, chúng ta dễ dàng bỏ quên đi những giáo pháp cao siêu quyền diệu mà Đức Phật đã lại lại trong kinh điển. Những cái đó đó, nó là những bài pháp rất là sâu sắc, có thể giúp cho mình tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau. Và khi mà thân cận ông thầy, thần tượng ông thầy, mà đến một lúc nào đó chúng ta nghe người khác đánh những đòn tâm lý phân gián đó, chúng ta có thể nghĩ rằng những chuyện thị phi nói về ông thầy đó là có thật, hoặc trên thực tế nó có thể có thật. Lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn cái niềm hân hoan phấn chấn nữa. Lúc đó chúng ta có thể từ bỏ đạo Phật. Như vậy là sự thiệt thòi nó nằm về phía của chúng ta. Còn giờ Phật dạy đó là chúng ta đến với một con người nào đó đó thông qua đời sống đạo đức, tư cách tuệ giác người đó có, chứ không phải là những cách thức được biểu hiện ra ở bên ngoài. Và cái đó nó làm cho con người đặt trên nền tảng của cảm giác, đặt trên nền tảng của đời sống cảm xúc thôi. Cho nên chúng ta có thể bị đánh lừa bởi những giác quan, bởi sự linh cảm, bởi những cách thức mà chúng ta cho rằng nó phải là như vậy chứ không phải là theo cách khác, vân 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 vân. Trong suốt cái thời gian mà Đức Phật hoằng pháp, có thể nói là 45 năm hoặc là 49 năm, hiếm khi nào chúng ta thấy Ngài sử dụng thần thông một cách tương tự như là đã áp dụng cho vua cha. Nó có lý do rất là hiển nhiên tại sao Ngài không làm chuyện đó. Bởi vì theo quan niệm của người Ấn Độ đó, thần thông là thượng nhân pháp,
tức là nó là cái khả năng đặc biệt siêu phàm của nhân vật vĩ nhân ở trong cuộc đời. Và khi người nào thể hiện được chuyện đó đó, thì bỗng dưng quần chúng sẽ đi theo như là một biểu tượng, một thần tượng. Và tất cả những điều người đó chủ trương đúng hay là sai, người ta sẵn sàng theo một cách vô điều kiện. Có thể là bán luôn cả gia tài sự nghiệp của mình để ủng hộ cho chuyện đó. Do đó cái tác hại của nó rất là lớn. Và thứ hai nữa là khi dựa vào thần thông á, thì khuynh hướng vào tha lực bắt đầu có mặt liền. Tức là nghĩ rằng là cái người mà mình tôn kính có thể mang lại cho mình niềm an vui, sự thịnh vượng, sự thành công, phát tài, phát đạt trong cuộc đời. Nhưng mà mình lại quên đi rằng là đạo lý nhân quả đó là một quy luật rất là công bằng, giải quyết tất cả mọi vấn nạn về những gì mà con người gặp hay là những người mà con người không được may mắn trong cuộc sống. Cho nên là tin vào thần thông thì lòng mê hoặc dễ dàng được xuất hiện lắm. Ở Việt Nam, nhất là cái vùng Nam Bộ đó, cứ khoảng chừng 1-2 năm thì có tin đồn đãi là một bậc thánh nhân rồi một vị Phật ra đời. Bao nhiêu người quy tụ về rồi tán dương, rồi quảng bá, rồi làm rất nhiều việc để truyền bá cho cái ảnh hưởng của vị đó. Rồi sau đó vài năm thôi là vị đó bị lộ tẩy hết trơn. Ta phát hiện ra rằng đây không phải là vĩ nhân, mà đây là một cái bậc rất là lỗi lạc về cái cách quảng cáo, tức là phóng đại sự thật, làm cho nhiều người không có niềm tin chánh kiến theo tinh thần Phật dạy đó, dễ dàng đồng hóa những cái bình thường trở thành những cái cao thượng. Và do đó cái sự tổn thất chính ở những người nhẹ dạ và cả tin. Do đó theo đạo Phật đó, vì là phát nguyện làm người Phật tử, thì chúng ta đừng bao giờ đam mê những cái được gọi là phép lạ đó, cái đó rất nguy hiểm. Ở trong kinh Trường Bộ, bài kinh thứ 11 mang tựa đề là Kevada, là bài kinh nói về một vị cư sĩ rất là trẻ và tri thức. Nhưng ông này có một chứng bệnh lạ lắm, đó là ông mê những cái gì không lý giải được. Và tất cả những gì mà ông nghe người ta quảng bá về nhân vật nào có được khả năng, ví dụ như là biết được tâm lý người khác, hay là báo được giấc mơ, giải mã được những sự kiện, thì ông ta đến quy phục liền. Mà ông ta mặc dù đã là Phật tử rồi đó, thì hôm nọ đó ông lên thưa Đức Phật, chờ cái lúc mà không có người nào xung quanh ngài đó, ông ta nói là: Bạch Như Lai Thế Tôn, con xin thỉnh ý ngài một điều, và con không dám làm phiền nhiễu ngài đâu. Ở đây con thấy là đệ tử của ngài đó có nhiều vị tỳ kheo trẻ có thần thông siêu phàm lắm, và đây là cái vùng Nalanda được xem như là thánh địa của Ấn Độ giáo, cho nên nếu ngài cho phép các vị tỳ kheo trẻ làm việc đó đó, thì con tin chắc rằng chỉ trong vòng vài tháng thôi, toàn bộ cái xứ này sẽ quỳ theo ngài hết trơn. Ngài hãy phương tiện này, ngài làm chuyện đó là ngài sẽ rất là thành công, ảnh hưởng của ngài sẽ rất là lớn. Đức Phật im lặng không trả lời. Ông mở bạch thêm lần thứ hai, nói là: Bạch Thế Tôn, con không dám làm phiền nhiễu ngài, nhưng mà con nhìn thấy rằng là nếu để cho ngoại đạo truyền bá theo những pháp thần thông mà họ quảng bá đó, thì ảnh hưởng của ngài sẽ bị giảm đi ở cái vùng này, và người ta sẽ không có cơ hội để tiếp nhận được giáo pháp chân chính của ngài. Đó là một sự tổn thất rất là lớn. Đức Phật Thích Ca cũng im lặng. Ông ta đã thưa thỉnh lần thứ ba, thì lúc đó đó Đức Phật mới trả lời: Này Kevada, tôi xin hỏi ông một điều. Đó là khi một số vị tỳ kheo á thể hiện ra những phép lạ đặc biệt mà người khác không có được đó, thì có nhất thiết là tất cả mọi người ở trong vùng này tin theo vị tỳ kheo đó hay không? Ông ta trả lời là: Bạch Thế Tôn, con nhớ có một lần là vị tỳ kheo đó đã bay trên ngọn cây, và lúc bấy giờ rất nhiều người lại đảnh lễ cung kính vái vang dữ lắm, và sau đó đó họ đã trở thành Phật tử. Một số người khác nhìn thấy như vậy khen vài ba tiếng rồi họ bỏ đi, còn có một số người thì chẳng bận tâm chút nào. Đức Phật nói: Đó là điều mà tôi muốn nói với ông, là có nhiều người có ảo giác rằng là phải thể hiện phép lạ thì quần chúng mới theo mình, mới quy ngưỡng mình, mới trở thành đệ tử của mình.
Còn mình giảng dạy đạo lý một cách chân chánh theo những gì Đức Phật để lại trong kinh đó, thì ít quần chúng nghĩ như vậy là sai lầm. Trong cuộc đời này có rất nhiều đối tượng, mỗi đối tượng như vậy có nhiều khuynh hướng khác nhau. Điều mà chúng ta cho rằng có thể thu hút được nhiều người đó, đôi lúc đó, nó có thể trở thành một cái cản lực cho sự gọi là thăng tiến về đời sống tâm linh của mình. Cho nên trên con đường giải thoát đó, nó giống như là một người đang leo núi đó, leo càng cao á thì cái tốc độ càng chậm. Cái thứ hai là người bỏ cuộc sẽ càng nhiều, và đến cái đỉnh cuối cùng chỉ còn lại vài ba người mà thôi. Cho nên để có được cái giá trị của sự an lạc chánh pháp đó, đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt. Đôi lúc chúng ta phải đi một mình, rất là cô đơn, rất là gọi là ít có người hỗ trợ lắm. Nếu như có bản lĩnh, chúng ta vẫn đi được và đi một cách thành công. Cho nên điều mà Đức Phật muốn nhắn nhủ cho tất cả những người con Phật, dù là giới xuất gia hay là giới tại gia, đó là hãy tìm những cái phép lạ trong đời sống hàng ngày. Khi mình tiếp xúc với cuộc đời là gió thoảng mây bay, trời xanh mây bạc, thông reo, suối chảy, vân vân, mà trong những cái đó đó, những cái mà chúng ta cho rằng đó là những cái bình thường nhất, tầm thường nhất của cuộc đời, nếu chúng ta đạt được cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức, tuệ giác lúc nào cũng có mặt về hiện hữu, và đời sống đạo đức lúc nào cũng được thiết lập, thì Đức Phật khẳng định với chúng ta một điều chắc chắn rằng phép lạ bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần chúng ta thực hiện khoảng chừng 1 giờ, 2 giờ thôi, chúng ta thấy là con người của mình đã được chuyển hóa rồi. Các cái phiền não, những khối khổ đau bắt đầu nó rơi rụng, bắt đầu nó được giảm đi, bắt đầu nó được thay đổi hình dạng. Và đến một lúc nào đó, nếu chúng ta tiếp tục duy trì những trạng thái sống cao thượng đó, đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Đó là điều mà Đức Phật cam kết với chúng ta ở trong kinh. Đức Phật nói với Kevada rằng là có ba quan niệm về thần thông. Thứ nhất đó là biến hóa thần thông, cái mà hầu như người ta đê mê đến độ đó biến mình trở thành một người mê tín dị đoan. Đó là có thể biến từ một thân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân đó rút lại thành một thân, rồi có thể độn thổ bay trên mặt nước như là đang ngồi ở trên mặt đất, có thể là đi bằng vận tốc của ánh sáng từ hành tinh Ta Bà đến các hành tinh xa xôi có sự sống của con người và chư thiên. Tai có thể chạm được mặt trăng và mặt trời, và có thể làm cho hô phong hoáng vũ, vân vân và vân vân. Ở trong kinh liệt ra hàng trăm loại các loại thần thông biến hóa như vậy. Và hầu như là nếu một người nào đó có khả năng hoặc là có được cái cấu trúc sinh học của cơ thể đặc biệt đó, bỗng nhiên dầu không có tu tập vẫn có thể có được một vài ở trong những cái số loại thần thông đó, thì người đó nó sẽ có rất nhiều quần chúng ủng hộ và tán thán. Và sự ủng hộ và tán thán đó đã làm cho cả thầy lẫn trò đi vào một con đường mà kinh Phật nói là một người mù dẫn theo một đoàn mù, hay là một người chột mắt dẫn theo những người không có ánh sáng, thì chắc chắn rằng là cả một đoàn đó nó sẽ rơi rớt vào ở trong cái hầm, hay là té ngã bất cứ lúc nào. Cái điều đó là điều chắc chắn xảy ra, dù là chậm hay là nhanh mà thôi. Cho nên Đức Phật nói là đừng bao giờ mơ tưởng những thứ đó, và đừng bao giờ khuyến khích tất cả những người Phật tử đi theo con đường này. Bởi vì theo con đường đó rồi đó, đến lúc nào chúng ta giao thân phận mình cho Thượng Đế, mình cũng không hay nữa. Mình tưởng rằng là mọi việc trong cuộc đời này đã được an bài, đã được xếp đặt, và cứ tin theo một cái quyền năng nào đó là chúng ta có thể được tháo gỡ nỗi khổ và niềm đau. Và chúng ta có thể theo 30 năm, 50 năm, cuối cùng rồi chúng ta vẫn còn đó những khối khổ đau, và không bao giờ xóa bỏ được 1% nào. Đó là điều mà Đức Phật nói chắc chắn như vậy. Sự phát triển của khoa học ngày hôm nay đã làm cho chúng ta không cần phải dụng công 30 năm, 20 năm để có được những thần thông đó. Dĩ nhiên là sự thành tựu này đó, nó tạo ra những cái chức năng và công dụng tương tự, chứ nó không giống 100%. Thần thông phiến bá như vừa nêu đó, nó được phát xuất từ cái thân thể vật lý của con người, chứ không phải là những cái sự hỗ trợ của các phương tiện đời sống vật chất hiện đại.
Đức Phật đã phân tích cái nhóm thần thông biến hóa đó, nó ra làm 3-4 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất đó là nhóm thần túc thông. Thần túc thông được hiểu một cách nôm na đó là cái khả năng biến hóa phi thường dựa vào hai bằng chân. Có nghĩa là thay vì chúng ta đi từ một điểm A đến một điểm B với một cái khoảng cách không gian vật lý là 100 mai thì chúng ta phải mất tối thiểu đó là 1 tháng chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ với cái thần túc thông á, chúng ta chỉ mất trong vòng có 1 giây thôi, tức là một cái cú nhảy vọt giống như là Tôn Ngộ Không ở trong phim kiếm hiệp của Kim Dung vậy thôi. Và của chúng ta đã đến một cái địa điểm rất là xa. Ngày nay thì chúng ta có được những phương tiện rất hiện đại. Lúc đầu đó là một chiếc xe đạp, kế đến là một chiếc xe Honda, rồi một chiếc xe hơi, rồi xe hơi từ 2 ngựa đến 6 ngựa, trong tương lai có thể là 10 ngựa, 20 ngựa, 30 ngựa. Rồi chúng ta có những chiếc thuyền để đi trên nước. Rồi chúng ta có được những chiếc trực thăng, những chiếc máy bay, những phi thuyền đi vào không gian, vân vân và vân vân. Tất cả những phương tiện đó nó làm cho chúng ta rút ngắn được cái thời gian tu tập để có được cái thần túc thông, mà chúng ta chỉ cần nỗ lực và làm ăn thôi, với một cái giá trị kinh tế nào đó chúng ta mua được một cái vé, và cái vé đó có thể giúp của mình đi trong vòng mấy tiếng đồng hồ là đến một cái địa điểm rất xa mà trước đây do giới hạn của phương tiện khoa học chúng ta không bao giờ đạt được. Như vậy là thần túc thông nó có thể đạt được bằng cách là chúng ta có tiền bạc, là chúng ta có tiền là có tất cả, nó theo cái nền văn hóa phương Tây dĩ nhiên là nó chỉ có được những giá trị của đời sống vật chất mà thôi. Còn bây giờ người ta còn làm những cái tunnel để nối kết từ lòng biển này sang lòng biển nọ mà không cần phải có cái thần thông biến hóa như ngày xưa, vẫn có thể đi một cách rất là an toàn. Thân thể chúng ta không hề bị ướt và chúng ta cũng không bao giờ sợ bị chết ngộp là chết ở dưới nước, vân vân và vân vân. Do đó đó, liệu cái thần túc thông có thật sự là cần thiết cho đời sống của con người dưới góc độ của sự tu tập hay không? Câu trả lời chỉ như là không. Bởi vì đó là chúng ta có được những phép lạ này bằng sự hỗ trợ của khoa học hiện đại. Điều mà Đức Phật muốn nói chúng ta sâu xa hơn nữa đó là khi chúng ta có được những phương tiện đó, liệu chúng ta có thể có được niềm hạnh phúc và an vui hay là không? Hay là nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên dạng? Rất nhiều người giàu có, họ có thể có máy bay riêng, có trực thăng riêng, có luôn cả các phương tiện sinh hoạt ở trên máy bay và trực thăng đó. Ấy thế mà có nhiều người đã tự tử, đã chết và không có lối thoát, bởi vì hạnh phúc nó không đơn thuần là đời sống vật chất. Hạnh phúc vật chất là hạnh phúc của điều kiện, lệ thuộc vào các giác quan, như là một phản ứng hóa chất đó. Chúng ta hạnh phúc thực ra chúng ta chỉ thưởng thức những cái phản ứng hóa chất đang diễn ra trên bộ não. Còn cái hạnh phúc mà nhà Phật dạy đó, nó là một cái trạng thái tỉnh tại của tâm hồn. Dĩ nhiên là nó vượt lên trên những giá trị của giác quan, và nó đòi hỏi đến cái sự chuyển hóa đời sống nội tâm rất là lớn. Sự chuyển hóa đó có thể được thực hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, mà trong nhà Phật gọi là các pháp môn, các con đường, các sự hành trì. Quý vị có thể ứng dụng cách thức thiền quán Vipassana, tức là nhìn một cách thẩm thấu vào bản chất thực tại đang diễn ra xung quanh mình, mà không để cho sự vận dụng của ý thức, bản ngã can thiệp, chi phối, chỉ đạo. Thì lúc bây giờ giữa chúng ta và những người khác đó luôn luôn được diễn ra với một mối quan hệ của tình thân. Còn những sự đổ vỡ, va chạm, đụng độ có thể được hàn gắn và hóa giải. Và nói chung là chỗ nào mà không có cái nhìn của bản ngã đó, lúc bây giờ cái nhìn của tuệ giác đó, đúng với bản chất sự vật đang diễn ra, bản chất của con người, bản chất của vũ trụ, bản chất của những nhu cầu, bản chất của cuộc sống, bản chất của sự vận hành lịch sử, vân 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 vân, sẽ được phản ánh một cách rất là chuẩn xác. Và do đó dòng chảy của chánh niệm bắt đầu được thiết lập, cho nên nỗi khổ niềm đau sẽ không thể nào khống chế con người vật lý chúng ta được. Quý vị có thể vận dụng phương pháp niệm Phật theo truyền thống, là phương pháp niệm Phật ở trong kinh điển Pali.
Cái niệm mới đi dạy chúng ta niệm Phật dưới góc độ của 10 danh hiệu. Mỗi danh hiệu là một cách thức hành trì. Và nếu chúng ta liên tưởng rằng là ở trong con người của mình cũng có được những tiềm năng phi thường đó đó, thì chúng ta sẽ phát huy nó một cách có phương pháp và nghệ thuật. Và cuối cùng chúng ta sẽ đạt được ít nhất là vài mươi phần trăm những gì mà Đức Phật đã đạt được và thể hiện qua 10 danh hiệu của Ngài. Và do đó niệm Phật theo cách đó là cách thức để chúng ta đạt được những cái mà chư Phật đã đạt. Hoặc là chúng ta có thể niệm theo truyền thống của Tịnh Độ Tông, theo ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa. Đó là chúng ta lấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà như là một cái trụ cột của thiền chỉ, làm lắng dịu hết tất cả những thái độ vọng tưởng hay là những khuynh hướng tâm lý tiêu cực có hại cho mình và người. Thì lúc bấy giờ trong trạng thái thiền chỉ đó đó, tuệ giác, thiền định của con người sẽ có mặt. Và lúc đó cách ứng xử của chúng ta luôn luôn phù hợp với đời sống của đạo đức, cho nên chúng ta vượt ra khỏi được rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Và chúng ta niệm đến lúc nào đó được trạng thái nhất tâm và bất loạn, thì lúc bấy giờ thiền quán bắt đầu có mặt, tuệ giác bắt đầu xuất hiện. Và lúc đó chúng ta sẽ không còn thấy sự khác biệt giữa phương pháp niệm Phật cũng như là phương pháp gọi là thiền quán Vipassana mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Nói chung là tùy theo những cách thế khác nhau mà chúng ta có thể vận dụng như thế nào đó để chúng ta có thể chuyển hóa được nỗi khổ và niềm đau, chứ đừng bao giờ lệ thuộc vào những cái được gọi là thần túc thông. Một loại phép lạ khác nữa đó là thiên nhãn thông, khả năng siêu phàm của con mắt, có thể nhìn xuyên vật lý, có thể nhìn ở bên kia của trái đất. Những cái mà trước đây chúng ta phải có thần thông chúng ta mới có thể đạt được, nhưng mà bây giờ đó, với sự hỗ trợ của các công cụ khoa học, chúng ta có thể làm được chuyện đó mà không cần phải đi đâu xa. Chỉ cần có một cái kính hiển vi là chúng ta có thể nhìn thấy được vô số các loài vi trùng. Mà Đức Phật đã nói đó là với tuệ giảng của Ngài, Ngài nhìn thấy là vi trùng có mặt ở trong nước, có mặt trong không khí, có mặt trong thực phẩm, và thậm chí trong những cái mà chúng ta cho là tỉnh trai nó vẫn có mặt. Cho nên không bao giờ có sự ăn chay tuyệt đối, mà chỉ có sự ăn chay tương đối với sự nỗ lực và vận dụng của lòng từ bi thôi, để hạn chế cái nghiệp quần sát ra một cách có ý thức tối đa mà thôi. Cho nên đó là ngày xưa Đức Phật đã phát hiện, nhìn thấy được bằng tuệ nhãn của Ngài mà người Ấn Độ thường gọi đó là thiên nhãn thông. Thì bây giờ các phương tiện hiện đại có thể giúp chúng ta đạt được một phần nào đó của những cái đó. Chúng ta có thể vận dụng các loại truyền hình để nhìn thấy được những chuyện diễn ra ở thế giới bên kia, hay là ở nửa vòng của trái đất, hoặc là ở những nước khác nhau. Mà trước đây muốn biết được chuyện đó đó, chúng ta phải đích thân du hành tới nơi thì mới nhìn thấy được. Còn bây giờ các phương tiện này giúp chúng ta làm được. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái phương tiện không gian ba chiều, và nhìn thấy một cái thứ phim này nó diễn ra giống như là đang diễn ra trước mặt của mình, mà trên thực tế nó được thâu lại từ một cái không gian vật lý ở trong một cái thời điểm cách xa mình có thể là vài mươi năm. Chúng ta có thể vận dụng những cái phương tiện như là video, hay là những cái phương tiện gọi là webcam của internet, hoặc là nếu chúng ta là những cái nhà phi hành gia, những nhà nghiên cứu về vũ trụ, chúng ta sẽ biết được những chuyện mà trước đây không bao giờ tổ tiên của chúng ta có thể nhìn được thấy. Vấn đề đặt ra là khi chúng ta đạt được cái khả năng hay là cái chức năng tương tự như là thiên nhãn thông hay thiên nhãn minh đó, chúng ta giải quyết được gì cho cuộc đời, khổ đau và hạnh phúc của mình? Đức Phật nói là khó khi nào niềm hạnh phúc của đời sống tỉnh tại có mặt khi chúng ta đạt được cái thiên nhãn thông đó. Có nhiều người khi có được cái khả năng này trở nên bị điên cuồng, bởi vì nhìn thấy rất là nhiều sự kiện khổ đau trong cuộc đời này diễn ra. Người ta giết cha mình, giết mẹ mình, giết bà con quyến thuộc của mình ở trong đời trước, ở trong đời vừa rồi, hay là nhiều đời về trong tương lai. Càng biết những điều đó mà không có lòng từ bi và không có cách thức để chuyển hóa nỗi sân hận và hận thù đó, thì lúc bấy giờ cái dòng cảm xúc chúng ta trở nên bị bế tắc và đóng băng. Cho nên là
tất cả những cái phương tiện màu nhiệm được gọi như là phép lạ đó, đôi lúc nó tác động theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn là những cái tích cực mà con người có. Có thể nếu chúng ta có được lòng từ bi như Đức Phật Thích Ca, thì cái thiên nhãn thông của Ngài nhìn thấy trong một bát nước có vô số vi trùng, trong không khí chúng ta hít thở có vô số vô biên, thì lòng từ bi sẽ được gieo rắc và được phát triển. Như Đức Phật đã dạy là trước khi ăn cơm, chúng ta phải để lòng từ bi trải dài ra đối với các loài chúng sinh. Lòng từ bi trước nhất là thể hiện dưới cách thức ban ơn, nhớ ơn những người nông phu nghèo khó đã tạo ra chén cơm, rồi những người thợ dệt đã làm ra vải vóc để chúng ta có áo quần mặc, rồi những cái phương tiện sinh hoạt vân vân và vân vân. Nghĩ được cái công phu lao nhọc đó để chúng ta thương tưởng những người đã đóng góp cho cuộc đời này. Rồi chúng ta cũng phải quán tưởng và mong cho các loài chúng sinh nhỏ nhặt mà mình không nhìn thấy bằng con mắt thường, khi chết dưới sự nhai của mình và nuốt của mình được siêu sanh và thoát qua, mong cho họ được tái sanh làm kiếp người ở trong tương lai. Và đừng bao giờ ghi nhận sự hận thù khi mà chúng phải bị giết một cách là vô tình từ sự sống của con người. Như vậy là cái thiên nhãn thông đó có thể làm cho lòng từ bi chúng ta được trưởng thành. Và nếu chúng ta vận dụng với cái thức đó thì rõ ràng nó có rất nhiều sự lợi ích. Bởi vì người nhìn xa thấy rộng, có thể làm được nhiều việc làm, có thể giúp cho cuộc đời này tránh được rất nhiều sự khổ đau. Ví dụ như là những cái máy phát hiện về động đất, hay là sóng thần dự báo thời tiết về nạn hạn hán lũ lụt mất mùa sẽ được diễn ra ở trong một cái vùng địa lý nào đó trong thời gian 2 ngày cho đến là 1-2 năm, thì như vậy là có thể hạn chế nỗi khổ niềm đau ảnh hưởng với cái độ vật chất cho con người ở trên cuộc đời này. Nhưng mà các cái phương tiện đó, và thậm chí là những người có thiên nhãn thông thật sự đó, vẫn không thể nào hạn chế được nỗi khổ niềm đau khi mà bản thân của người đó chất liệu của an lạc hạnh phúc do sự tu tập mang lại không có. Cho nên Đức Phật nói là những giá trị mà nó mang lại không nhiều lắm, cho nên đừng bao giờ lệ thuộc. Một khuynh hướng của thần thông biến hóa khác đó là thi nhĩ thông. Chúng ta có thể có được một cái lỗ tai đặc biệt, nghe được âm thanh giọng nói của nam và nữ, âm thanh giọng nói và hiểu cũng như là giải mã được các ngôn ngữ khác nhau, mà trong kinh điển nhà Phật thường gọi là cái khả năng viên âm. Chúng ta có thể là nghe được tiếng Pháp, hiểu được tiếng Anh và các ngôn ngữ, các phương ngữ của các dân tộc trên khắp thế giới xưa cũng như là lại. Và chúng ta có thể nghe được âm thanh của các loài chim chóc, của các loài động vật, của các loài côn trùng. Âm thanh nào biểu tỏ niềm hoan hỷ, âm thanh nào biểu tỏ lòng khổ đau, âm thanh nào tỏ vẻ sự hân hoan, buồn chán, trầm uất vân vân, chúng ta có thể nghe và biết được hết. Những cái đó nó có thể giúp cho con người tìm kiếm và chọn lọc những giá trị tích cực, ví dụ như là những tiếng hót ríu ro, hoặc là những cái tiếng suối chảy, những cái âm thanh mà nó phù hợp với cái màng nhĩ của mình, và chúng ta duy trì phát triển những thứ này thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn đạt được những giá trị tĩnh tại ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên nếu như chúng ta không biết cách vận dụng đó, thì cái khả năng của thiên nhĩ thông có thể mang lại rất nhiều sự trở ngại. Ở trong kinh Đức Phật có kể một câu chuyện, một vị có được thiên nhĩ thông bị loạn, đó là ông ta vận dụng một cách quá cực đoan đến độ tạo cái ảo giác về âm thanh. Ông ta nghe những cái tiếng chim và liên tưởng rằng tiếng chim này chính là những cái tiếng đàn tỳ bà du dương trầm bổng. Ông ta nghe những cái tiếng la thất thanh đó, và liên tưởng rằng đó là những cái tiếng mà mang lại hạnh phúc cho con người và cuộc đời. Và liên tưởng nhiều quá đi rồi cái hệ thần kinh của thính giác nó bị chạm mạch. Và lúc đó nó trong giấc ngủ lúc nào ông ta cũng nghe các loại âm thanh xuất hiện. Và khi mà mất ngủ trong một thời gian ngày do âm thanh tác động, người ta sẽ bị bấn loạn về tinh thần. Và những người như vậy đó, cái hỏa trong cơ thể nó dâng lên cao đi lắm, cao đến độ họ phải thoát y, họ phải chạy vào trong nhà tắm xối lên cơ thể mình rất là nhiều nước, hoặc là ngủ ở ngoài vỉa hè, hay là uống những cái nước cống vân vân.
để phóng thích đi được cái phần nhiệt lượng đang bị dồn lên ở trên não trạng quá nhiều. Cho nên là cách thiên gọi là thiên nhĩ thông đó đó, nếu không biết vận dụng, nó có thể làm ảnh hưởng sức khỏe cho bản thân mình. Hú hồ là những người tin vào cái khả năng phép lạ đó sẽ không bao giờ có được một cái giải pháp nào có thể ảnh hưởng tốt và tích cực cho đời sống khổ đau hàng ngày. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy chúng ta một cái phương pháp quán. Quán những cái tiếng âm thanh của chim ca long, ca lăng tằng già hay là chim cộng mạng, hoặc là chúng ta quán những cái tiếng suối chảy, gió thổi hay là thông reo vân vân, trở thành những cái pháp âm vi diệu luôn luôn là lưu xuất ra những bài pháp nói về bốn sự thật của cuộc đời, hay là nói về tám con đường dẫn đến sự giác ngộ, 37 yếu tố dẫn đến sự tỉnh thức, hay là những cái con đường làm cho mình trở nên một bậc vĩ nhân, một bậc thánh trong cuộc đời này. Tất cả những cái đó nó nằm ở cái nghệ thuật quán tưởng. Dĩ nhiên quán tưởng nó khác với cái sự tưởng tượng dựa trên nền tảng của trí óc, loại suy quy nạp tổng hợp của khoa học. Nếu mà chúng ta biết nhiều về khoa học, có nhiều về kiến thức, có nhiều về kinh nghiệm, thì sự tưởng tượng đặt trên nền tảng của những quy luật vừa nêu đó làm chúng ta có được một cái tinh thần rất là bay bổng. Chúng ta có thể sáng tạo ra những cái án văn tuyệt tác, chúng ta có thể cho ra một cái bức tranh rất là đặc biệt, chúng ta có thể để lại những bức thư họa mà những người khác có thể là tập 1000 năm, 100 năm vẫn chưa vẽ được. Tất cả những cái đó đều đặt trên nền tảng của sự tưởng tượng của con người. Trong cái đó lòng quán tưởng của nhà Phật là đặt ở trên sự tỉnh tại và nhìn thấy được rằng là ở trong cái dòng tâm thức của mình nó chứa rất nhiều hạt giống của kiến thức. Và đôi lúc do lòng tham, lòng sân, lòng si được phát huy một cách quá nhiều, tạo ra một cái phản ứng ức chế, cho nên những cái khả năng thánh thiện và tốt ở con người không thể nào được phát huy. Và chúng ta sống với cái trạng thái này lâu dài quá, cho nên chúng ta nghĩ rằng mình không bao giờ đạt được những trạng thái mà các vị thánh đã đạt. Cho nên cái cách thức quán tưởng của nhà Phật là để khai thác, làm cho những tiềm năng đang có được mở cái ổ khóa và nó được xuất hiện với chúng ta bằng cái nhận thức tuệ giác thông qua con đường của sự tu tập. Do đó quán tưởng của nhà Phật thường cũng vận dụng bằng cái phương pháp liên tưởng từ một cái sự kiện A để chúng ta có được một sự kiện B hay là 2A, 2B. Và dĩ nhiên là cái phần kết quả B hay là 2AB này đó, nó thuộc về tinh thần, còn cái đối tượng để quán tưởng nó thuộc về vật chất. Ví dụ như Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh về cái cách để đạt được sự thanh tịnh trong cuộc đời. Khi chúng ta đang hiện hữu ở trong một cái nhà xí, trong một cái restroom, dĩ nhiên là cái mùi xú uế của nhà xí làm chúng ta khó chịu lắm. Và trong bữa ăn thôi, chỉ cần liên tưởng đến cái nhà xí thôi, nếu như chúng ta là người nhạy cảm về cái lỗ mũi và cái vị thôi, lúc đó chúng ta có thể ói mửa và ăn không còn ngon được nữa. Đức Phật dạy là khi có mặt ở trong nhà xí đó, liên tưởng rằng là tất cả những cái chất dơ mà chúng ta phóng thải ra từ sự tiêu thụ của con người là những cái gì mà chúng ta cần phải xa lánh chúng. Thì Đức Phật nói là cũng cùng một cách thức tương tự như vậy, tất cả những nỗi khổ niềm đau, những cái tâm lý âm tính và tiêu cực đó, nó có thể dơ còn hơn là những cái chất bất tịnh mà con người phóng thải ra. Ví dụ như là lòng bỏng sẻn là một cái chất bẩn dơ lắm, làm cho con người của mình mất đi hết chất giá trị. Và những người thân đang cần sự giúp đỡ, chúng ta chỉ cần cắt chia một cái phần ăn thôi, ví dụ như là nhín ăn một cái phần sáng, là chúng ta có thể giúp cho những người khổ đau đang có những nhu cầu bất thiết đó, có thể tháo gỡ được những cái nỗi khổ niềm đau đơn giản. Ấy thế mà chúng ta không chịu. Đức Phật nói là cái lòng bỏng sẻn, lòng keo kiệt, lòng tham lam, hay là cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục thấp kém đó, nó là những cái chất bẩn dơ. Và liên tưởng đến cái bẩn dơ này, nó làm cho con người không còn cao thượng. Thì chính vì thế khi nhìn thấy cái này đó, chúng ta phải liên tưởng là tôi và tất cả mọi người cần phải phóng thích hết tất cả những chất bẩn dơ tâm lý đó ra khỏi dòng cảm xúc của mình, ra khỏi hành động của mình, ra khỏi ý nghĩ, ra khỏi việc làm của mình. Như vậy là bằng cái thức quán tưởng đó đó, thì bỗng dưng chúng ta thăng qua những giá trị hiện tại. Và cái đó Đức Phật nói, nếu làm được, chúng ta đang thực hiện một phép lạ.
và phép lạ này làm thay đổi con người phàm phu của mình một cách rất là tích cực, và mình không cần phải tốn tiền, không cần phải mất rất nhiều thời giờ, ở chỗ nào chúng ta vẫn có thể làm được chuyện đó. Cho nên nếu có thời giờ, quý vị nên đọc cái phẩm Tịnh Hạnh ở trong kinh Hoa Nghiêm, bao gồm khoảng gần 100 bài thi kệ, mỗi một bài như vậy chỉ có 4 câu thôi, trong đó nó là cả một nghệ thuật của sự quán tưởng, và làm đúng được chuyện này thì phép lạ sẽ xuất hiện trong cuộc đời này thôi, chứ không cần phải đi một cái nơi xa xôi nào đó, trốn vào ở trong rừng, đóng ở trong một cái phòng với 4 bức tường rồi chúng ta cho rằng mình đang nhập thất để trốn tránh hết tất cả những cái duyên của cuộc đời. Chúng ta nghĩ rằng với cách thức đó chúng ta đang là những người tu, còn thường ngày chúng ta làm việc sinh sống ăn uống chúng ta nghĩ rằng mình không có tu gì hết, bởi vì chúng ta chưa hiểu được lời Phật dạy. Đức Phật không bao giờ khuyến khích chúng ta gọi là nhập thất, không có. Bản thân Đức Phật không hề nhập thất. Mà một năm như vậy đó, nó có 3 tháng Ngài khuyến tất cả những vị xuất gia, và nếu như người tại gia mà có thời gian đó, cùng tu tập, đó là 3 tháng an cư. Mà bây giờ chúng ta đã vào được mùa an cư hơn 1 tháng rồi, thì 3 tháng an cư đó là một cái cơ hội để tất cả những người con Phật sạc lại cái bình năng lượng tâm linh mà mình có thể làm Phật sự quá nhiều trong 9 tháng vừa qua. Hoặc là hàng ngày mình phải lao động chấp tác đến 8 giờ rồi về nhà sinh hoạt gia đình, tất cả những cái thứ này nó rất là mỏi mệt, cho nên thỉnh thoảng mình phải dành những cái thời gian riêng để tu chung, dành thời gian riêng để tu chung, chứ phải dành thời gian riêng để tu riêng. Tinh thần của nhà Phật là khuyến khích chúng ta là cộng tu, chứ không bao giờ là ở riêng một mình. Và ở riêng một mình á, con người ý thức về bản ngã của mình nhiều lắm, và rất dễ dàng bị bế tắc, nghĩ rằng là khi mình ở riêng một mình là không ai quấy rầy mình có nhiều thời khóa hơn, tâm của mình được dễ tỉnh tại hơn, mình thấy hạnh phúc hơn, và mình tưởng rằng cái đó là sự thành công trong tu tập. Trên thực tế, sự thành công của tu tập được đánh dấu khi mà phong ba bão tố quá nhiều ở trong cuộc đời này. Nào là lời thị phi, vu khống, chỉ trích, nào là lời khen tiếng chê, nào là thành công thất bại, nào là đứng trước giữa cái bờ vực thẳm của sống và chết. Của những cái mà lên hương và thất bại, lúc đó chúng ta mới biết được rằng là mình thật sự có thành công hay là không. Còn tu một mình thì dễ lắm, cho nên Đức Phật dạy là tất cả các hành giả của Phật giáo đó tu ở trong mọi tình huống. Dĩ nhiên là các thời khóa hàng ngày mà chúng ta có 4 thời ở trong chùa, hay là 2 thời ở một số tư gia, hay là 1 thời nhất định nào đó, là những cái điều kiện và thời gian rất là cần thiết để chi, để giúp chúng ta đạt vào trạng thái tỉnh tại nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà và rồi đó, khi mà ra khỏi những cái thời khóa đó đó, Đức Phật dạy chúng ta cần phải đặt tâm, lúc nào cũng phải quán tưởng, lúc nào cũng phải tu tập, lúc nào cũng phải tỉnh thức, thì chúng ta mới có thể được thăng hoa và phép lạ mới bắt đầu có mặt. Còn chỉ tin vào những cái thời khóa mà không ứng dụng trong những cái sống sinh hoạt hàng ngày, rồi khi nào muốn đó thì chúng ta nhập thất, chúng ta biệt lập với cuộc đời, chúng ta trốn ở một nơi nào đó, thì cái đó nó có thể làm cho bản ngã của mình được tăng trưởng. Chúng ta đang chăm sóc chúng một cách rất là chi tiết, chúng ta đang o bế chúng một cách rất là như là một cái người đầy tớ trung thành, mà chúng ta tưởng rằng là mình đang giải phẫu nỗi khổ và niềm đau. Trên thực tế là chúng ta ghép thêm những cái cơ quan gọi là lục phủ ngũ tạng của nỗi khổ niềm đau vào trong cái thân thể vật lý vốn đã có nhiều những thứ đó rồi. Cho nên là tu tập chuyển hóa đó là phải làm thế nào mà mình đang sống chung với những người khác mà không bao giờ có những sự va chạm. Đức Phật nói là hạnh phúc lớn nhất đó là chúng ta đạt được sự thảnh thơi trong cái trạng thái mà con người đang bận rộn. Chúng ta đạt được cái sự tỉnh tại ở trong mọi người, ở trong mọi tình huống mà người khác đó đang quá gọi là nhao nhao. Như vậy thì Đức Phật không bao giờ kêu chúng ta tách rời khỏi những sự nhao nhao đó, mà Ngài dạy chúng ta là phải có mặt ở trong những cái gọi là thác loạn của cuộc đời, bởi vì cuộc sống luôn luôn có đầy dạy những thứ đó. Và chúng ta huấn luyện tâm của mình như thế nào giống như một hòn đảo giữa biển khơi, thì lúc bây giờ chúng ta thấy được rằng mình đang được tiến hóa, và sự tiến hóa đó chính là một phép lạ. Ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật có nói một điều là về sau này có nhiều người có khả năng phi thường, có thể làm cho mặt trời rất là nóng trở thành lạnh, mặt trăng rất là mát dịu có thể trở thành nóng,
hoặc là có thể làm cho các hành tinh được vận hành theo một quỹ đạo mới, tách rời thôi khỏi quỹ đạo mà nó đang có. Những chuyện đó xem chừng như rất là khó làm, ấy thế mà vẫn có thể có người làm được. Hoặc là chúng ta có thể làm kéo dài cái thời gian của ban ngày ra nhiều hơn ban đêm, hay là làm thời gian ban đêm kéo dài hơn là thời gian của ban ngày. Những chuyện đó ở trong một cái vị trí vật lý nào đó chúng ta có thể nhìn thấy được. Ví dụ như là ban ngày ở trong mùa hè của Hoa Kỳ, 9 giờ tối chúng ta vẫn thấy còn có mặt trời, vẫn thấy ánh sáng. Thế đó là một trong những cái phép lạ thôi. Và những người khác cũng có thể làm được những chuyện đó bằng cách là vận dụng, tạo một cái quỹ đạo vận hành mới cho trái đất. Từ lúc đó đó, cái thời gian mặc dù nó cũng như nhau, nhưng mà ánh sáng của thời gian đó làm cho con người có cảm giác rằng là cái thời gian nó dài hơn hoặc là ngắn hơn, tùy theo cái sự mong ước hay là tùy theo sự chán ngán của con người mà nó có dài và ngắn. Cho nên những thứ này đó, Đức Phật nói là nó có thể làm được hết á. Nhưng mà có một điều mà con người phải nỗ lực mới có thể làm được, mà nỗ lực này không đòi hỏi đến tốn tiền, không đòi hỏi đến những cái sự khó khăn, phải học đến mấy mươi năm ở trong ngành khoa học mới có thể đạt được. Đó là chúng ta quán sát cái dòng chảy của tâm thức, thấy nỗi khổ xuất hiện, chúng ta ghi nhận rằng là trong con người của mình nỗi khổ đang khống chế hoàn hảo. Ví dụ như đó là cái cảm giác của sự buồn tủi, cô đơn. Đức Phật phân biệt hai trạng thái, một cái là đơn độc và một cái là cô đơn. Đơn độc có nghĩa là chúng ta ở một mình, ví dụ như là gia đình có hai thành viên và một người phải đi làm và chúng ta ở nhà để lo công việc gia đình, thì lúc bây giờ chúng ta đang ở trong trạng thái là cô độc, một mình mà thôi. Và các nhà sư không lập gia đình, các vị sư cô không có hôn thú, không lập gia thất thì đều là những người gọi là đơn độc hết trơn. Ấy thế mà họ không phải là những người cô đơn, bởi vì họ sống rất là hạnh phúc với những gì mà họ đang có, mặc dù rất là đơn giản, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Họ lấy chánh pháp làm một cái thức ăn của đời sống tinh thần, họ biến cái sự phục vụ quần chúng thành một cái niềm vui, họ lấy cái thái độ vô ngã trở thành như là bầu trời, như là trăng sao, như là không khí để mà thở. Và nhờ thái độ và tinh thần đó, đời sống trở thành là một cái gì đó rất là mầu nhiệm, an lạc, thảnh thơi. Cho nên là sự đơn độc đó không phải là một trạng thái cô đơn. Trong thực tế đó, có nhiều người sống rất là hạnh phúc đối với tình cảm của vợ chồng, hay là hạnh phúc ở trong tình cảm của cha mẹ và con cái. Ấy thế mà trong một khoảnh khắc nào đó, nếu như những người đó không hiểu được họ, hoặc là họ muốn mà không được người khác chiều, thì trạng thái gọi là cô đơn bắt đầu xuất hiện. Dầu cho hai người đang dìu dắt tay nhau trên một con đường, đang uống chung cùng một ly nước, ăn cùng một mâm cơm, hay là đang có mặt dìu nhau ở trên một công viên, hay là đang thưởng ngoạn cảnh trí ở những cái nơi có những cái kỳ quan của thế giới, hay là cái vẻ đẹp thiên nhiên lạ kỳ, ấy thế mà nỗi cô đơn vẫn có thể xâm chiếm tâm hồn và dòng cảm xúc của họ. Do đó nó là khi chúng ta tu tập và nhìn thấy được cái dòng chảy gọi là bất thiện của tâm, chúng ta ghi nhận và nỗ lực chuyển hóa một cách có nghệ thuật, nghĩa là phóng thích nỗi khổ niềm đau một cách an toàn, thì lúc bấy giờ giá trị của sự tỉnh tại đó nó là cả một cái sự hạnh phúc lớn lắm. Luôn dù ở một mình mà chúng ta vẫn cảm thấy là xung quanh chúng ta rất là nhiều người, ít nhất là chúng ta vẫn có những loài động vật, chúng ta vẫn thấy những cái loài côn trùng, chúng ta vẫn nghe những cái tiếng chim kêu, rồi những cái tiếng ve sầu hay là những cái loài âm thanh khác nữa. Và lúc đó chúng ta không bao giờ cảm thấy là đơn độc hết trơn rồi. Do đó tất cả những trạng thái đó nó lệ thuộc rất nhiều vào dòng chảy của cảm xúc. Và cảm xúc tích cực đó, làm cho con người phấn chấn hăng hoa vượt lên rất là nhiều. Và nếu như chúng ta biết cách gọi là nuôi dưỡng những cảm xúc an lạc đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật nói là chúng ta đang sống một cách có giá trị trong cuộc đời này. Nói một cách khác, nhà Phật dạy chúng ta đó là giá trị của cuộc đời không nằm ở cái thời gian mà người đó có mặt. Chẳng hạn như là 100 năm, 80 năm, 40 năm, 20 năm hay là 10 năm, hoặc là vài thế kỷ như là cảnh giới của vài chư thiên nào đó, hay là hàng ngàn năm ánh sáng đối với cõi trời thứ 33, vân vân và vân vân, mà nằm ở cách thức là chúng ta sống như thế nào, vận dụng dòng cảm xúc an lạc thảnh thơi để phục vụ cho cuộc đời ra làm sao, thì cái đó mới thật sự là đánh giá được cái giá trị mà chúng ta có mặt ở trong cuộc sống.
Cho nên nếu chúng ta sống với sự an lạc và mang lại an lạc cho những người khác theo tinh thần vừa nêu đó, thì Phật nói rằng là chúng ta đang gọi là tặng hiến cho cuộc đời này rất nhiều sự phép lạ. Và cái đó không làm cho người khác mê mẩn, không làm cho người khác mê tín, không làm cho người khác gọi là đánh mất khả năng tiềm năng của mình để tin vào một cái thần lực siêu nhiên, mà vốn những thần lực đó không giải quyết được những bế tắc của khổ đạo mà mình đang vấp phải. Đức Phật nói với Kevada, một cái loại hình thần thông thứ hai có thể thu hút quần chúng rất là lớn, đó là tha tâm thông. Thần thông này có thể làm cho người đối diện bị khủng hoảng khi mà người khác gọi là đọc được những dòng chảy cảm xúc của mình, biết mình đang buồn, đang giận, đang thương, đang ghét, biết mình đang tính toán, đang thiết lập những chương trình, đang bị bế tắc ở trong quá khứ, đang có những cái dự án mà chưa làm xong, vân vân. Khi mà ai nói trúng phốc những gì mà chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta kính phục người đó ghê gớm lắm. Chúng ta nghĩ rằng là người đó là những người siêu phàm thoát tục, và chúng ta nghĩ rằng là họ đang gọi là đang đi ở trong ruột của mình, đang đi trong dòng cảm xúc của mình. Những cái đó Đức Phật nói nó không có giá trị nhiều như người ta đã tưởng đâu. Chỉ cần biết một cách căn bản về nhân tướng học, chúng ta có thể biết được cá tánh của người khác 30% cho đến là 80%. Trừ khi nào một số người tu tập và chuyển hóa được dòng cảm xúc của mình, đạt được những giá trị của thiền quán và tỉnh tại đó, thì lúc bấy giờ người thầy bói của nhân tướng sẽ có thể đón một cách sai lầm. Bởi vì nhân tướng không thay đổi từ lúc mà con người mới lọt lòng cho đến lúc mà người đó nhắm mắt lìa đời. Cái kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ trong thời hiện đại có thể giúp chúng ta gọi là thay hình đổi dạng ở một cách thức nào đó. Chẳng hạn như là Maradona có thể giải phẫu nâng khoảng cách của những đốt xương sống, làm cho anh ta có thể cao hơn một tấc, từ một thước 55 trở thành một thước 65. Michael Jackson có thể gọi là giải phẫu từ cái màu da đen trở thành màu da rất là trắng. Hoặc là những người phụ nữ đến các thẩm mỹ viện, từ cái mắt một mí có thể làm thành ba mí, từ cái lông mi ngắn có thể làm lông mi cong vòng vút giống như là những người Ấn Độ, từ một cái cặp mắt hiếp trở thành một cái cặp mắt bồ câu, cái lỗ mũi xẹp trở thành lỗ mũi rất là đẹp và dễ thương, cái miệng bình thường như vậy khoét hai lỗ cái cười cái là núng đồng tiền, vân 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 vân. Hoặc là những người nào da rất là nhăn, xương sổ nhiều thì họ có thể giải phẫu làm cho thịt xương của chúng ta nó phồng lên rất là tươi mát. Tất cả những cái đó có thể làm thay hình đổi dạng ở một cách thức nào đó mà thôi. Nhưng mà cái cấu hình của nhân tướng nó vẫn còn đó. Cho nên dựa vào cái cấu hình này đó, người ta có thể đoán được rằng là cái tâm lý của mình ra làm sao, tính cách của mình như thế này, cá tính của mình như thế kia. Và người ta có thể là đắc nhân tâm một cách rất là dễ dàng và thành công. Cho nên những người ngoại giao đó, họ học về cái nhân tướng học nhiều lắm. Họ học về cái phong tục tập quán văn hóa của từng vùng, từng dân tộc, để biết rằng là khi người ta lắc đầu như kiểu Ấn Độ vậy là đồng ý ấy nha, chứ không phải là phản đối. Hoặc là khi mà giơ bàn tay vắt vắt như thế này là người ta đang bày tỏ một cái tấm lòng gọi là rất là thoải mái, thảnh thơi với mình, và cho thấy rằng là giữa tôi và anh bây giờ không còn những vũ khí trong tay nữa, bây giờ không còn những cái gút mắt ở trong đời sống cảm xúc nữa, và tôi và anh là những người bạn với nhau. Còn nếu như mà để là một ngón như thế này là người ta chửi tục mình phải hiểu. Cho nên đó là mình phải hiểu những cái nền văn hóa với những cái biểu đạt của những cái giá trị biểu tượng khác nhau, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể giải mã được cảm xúc của người kia một cách đúng đắn. Bằng không á, người ta đang phản đối mà mình tưởng rằng người ta đang tán đồng, người ta đang ghét mà mình tưởng rằng người ta đang thương, người ta đang ngoại giao mà mình tưởng rằng người ta đang bày tỏ cảm xúc một cách thật sự, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ bị mất nhân tâm và người ta sẽ xa lánh mình rất là nhiều. Đức Phật đã phân tích rằng là cái người mà có kha tâm thông đó có thể vận dụng những cái kỹ thuật như vừa nêu để chiếm cái tầm tình cảm của người khác, và như là chiếm tình cảm người khác trong trường hợp này đó chỉ để mang lại cái giá trị vật chất cho bản thân của người mà được xem là có phép lạ, mà trên thực tế nỗi khổ niềm đau của người đó vẫn không tháo gỡ được. Người ta tưởng rằng là cái người làm phong thủy là giàu mà những người đó nghèo lắm, bởi vì cái đồng tiền mà họ làm ra nó không phải từ mồ hôi nước mắt, nó phải cái nhân quả đạo đức mà họ có, mà họ khai thác tâm lý của người khác để xúc
cái tiền bạc về phía mình, mà do lúc nhiều người này đang bị rơi vào cái tình cảnh bế tắc, đang cần có một giải pháp, thì họ đã mang cái giải pháp bằng cái con đường của tâm lý, cho nên là ăn tiền của người khác một cách là thiếu lương tâm và đạo đức, cho nên những người đó khó có thể giàu được lắm. Những ông thầy bói là những cái người mà qua năm suốt tháng sống bằng đồng lương của cái người mà nhẹ dạ cá tính thôi. Có nhiều ông thầy bói rất là hay, rất là giỏi, rất là trúng. Nếu chúng ta biết được kinh dịch, chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề bế tắc. Đức Phật không bao giờ phủ định giá trị khoa học của những cái ngành học vừa nêu, nhưng mà Đức Phật nói là cái hệ quả tâm lý xấu đó mà cả ông thầy bói, ông thầy tướng đối và luôn cả những cái người lệ thuộc vào đó đó có thể không tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên là ngày khuya chúng ta đừng lệ thuộc vào những cái phép lạ này, bởi vì giá trị của nó rất là thấp. Đức Phật nói trong kinh đó là Ngài nhìn thấy được cái hạn chế của nó, những cái tác hại xấu xa của nó, cho nên Ngài dùng một cái từ là tôi ghê tởm những thứ này. Cho nên mặc dầu có được những khả năng màu nhiệm đó, và các đệ tử tỳ kheo xuất gia của Ngài cũng đạt được những trình độ tương tự như Ngài ấy, thế mà theo sự hướng dẫn tâm linh của Ngài, những người đó ít khi nào thể hiện thần thông đối với những người khác. Để gì? Để cho cái con đường tiếp cận đạo Phật của những người khác đó, bắt đầu từ một cái nhận thức mà Đức Phật nói là đến để mà thấy, tức là đến với đạo Phật bằng thái độ quan sát của tuệ giác, chứ phải đến bề niềm tin, đến bằng cái sự đồn đãi, đến bằng những cái cách thức mà người ta nói rằng là ở chùa này linh thiêng quyền diệu ghê gớm lắm. Đến như vậy thì rõ ràng về sau này đó, khi chúng ta từ bỏ ngôi chùa đó, một khi thần tượng bị sụp đổ rồi đó, thì chúng ta sẽ phê bình cái ngôi chùa đó không còn ở chỗ nào để mà nói được nữa. Cho nên nếu chúng ta tăng bốc một con người lên đến tận mây xanh, thì khi thần tượng bị sụp đổ, chúng ta sẽ đạp người đó xuống đến tận địa ngục. Đó là cái phản ứng tâm lý rất là thông thường của rất nhiều người. Đức Phật khuyên chúng ta đừng bao giờ rơi vào những tình huống như vậy, và đừng bao giờ đẩy ông thầy hay là một vị sư cô vào cái cách thức làm đạo đó, mà chúng ta phải đến bằng cái con đường của chánh pháp, đến và thấy những cái sự Phật màu nhiệm đang diễn ra trong cuộc sống thông qua cách thức hành trì những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Và nếu chúng ta đến bằng con đường đó thì chúng ta thấy được rằng là con người mình thay đổi nhanh lắm, thay đổi theo cách thức là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Đức Phật nói là hai loại thần thông biến hóa và tha tâm thông đó, nó có một cái giới hạn rất là ít, nó có một cái giá trị rất là ít. Giới hạn của nó đó làm cho con người có thể bị mê hoặc, và bản thân của những người đạt được cái giá trị này đó có thể tăng cường bản ngã của mình, nghĩ rằng là mình đã chứng thánh, mình đã trở thành cao thượng, mình đã trở thành vĩ đại, khi mà rất nhiều quần chúng đã phải quỳ mọp lại lộc văn sinh mình, vân 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 vân. Tất cả những cái đó nó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta biết rằng là người ta đang tôn kính mình và lấy sự tôn kính đó nó là một cái bàn đạp để chúng ta phải tu tập gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 100 lần để xứng đáng với lòng trọng vọng của người khác, thì lúc bây giờ cái sự thăng tiến trong đời sống tu tập chúng ta sẽ có. Còn ngược lại đó, chúng ta hãnh diện và tự hào thì nỗi khổ niềm đau xuất hiện. Người khác tôn kính mình thì họ có phước báo, giống như họ gọi là lấy những con dao, cái rìu, cái búa mài lên trên cái cục đá mài phước báo và công đức của mình, thì họ có thể có được cái công dụng chặt đứt ngon lành. Còn bản thân của những người tôn kính này đó sẽ bị giảm đi, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, cục đá mài của mình tiêu mòn từ từ. Từ đó tu càng lâu thì phước báo càng giảm. Như vậy là lòng cống cao ngã mạn trước những sự trọng vọng, liên hệ những phép lạ mà mình có đó, làm cho rất nhiều người phải bị gãy đổ con đường tu. Đó là điều mà Đức Phật lưu ý chúng ta ở trong kinh. Điển hình nhất là Đề Bà Đạt Đa có rất nhiều phép lạ. Các phép lạ đó đã không làm cho con người của ông được hạnh phúc, mà làm cho ông trở nên bế tắc. A Xà Thế đã đam mê những phép lạ này và so sánh giữa Đức Phật và Đề Đạt Bà, cho nên là A Xà Thế đã chọn Đề Bà Đạt Đa, bởi vì chưa hề nhìn thấy Đức Phật thể hiện thần thông. Mặc dù người ta đã nói với ông rất là nhiều rằng là Đức Phật Gotama là một bậc giác ngộ, là một bậc gọi là có được thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, nhưng mà chưa bao giờ ông thấy Đức Phật làm chuyện đó. Trên thực tế đó thì Đức Phật có, nhưng mà Đức Phật không làm. Còn trong khi đó Đề Bà Đạt Đa có rất ít, nhưng mà ông ta thấy rất là nhiều, cho nên nó làm cho rất nhiều người nghĩ rằng ông ta là người đã giác ngộ được một cách trọn vẹn. Cho nên theo ông, cả thầy lẫn trò đều bị khổ đau,
bởi vì lòng tham, lòng sân xuất hiện, và ông ta muốn thay thế Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn. Nhưng mà đức không có mà muốn làm việc lớn á, thì sự đổ vỡ đã được thiết lập ngay từ lúc cái cách mà chúng ta đặt vấn đề. Cho nên cái khuynh hướng của nhà Phật là dạy chúng ta là bồi công lập đức trước, rồi phát triển tuệ giác, nuôi lớn lòng từ bi, rồi tất cả những thứ này được phải thể hiện song hành một cách tuyệt đối với thái độ vô ngã. Để gì? Để con đường sự có mặt, sự dấn thân của chúng ta đã mơ mang lại hạnh phúc cho người khác. Còn bằng không á, thì tất cả những phương tiện, đặc biệt mà mình có người khác không có đó, có thể làm cho mình dẫn đến trạng thái gọi là tăng trưởng bản ngã, thay vì chúng ta phải xuân tán Như Lai. Bởi vì những gì mà chúng ta đạt được á, là do chúng ta học được một phần rất là nhỏ trong kinh điển mà Đức Phật đã để lại. Do đó mỗi khi chúng ta được thành công, mỗi khi chúng ta được hạnh phúc thì chúng ta phải nhớ ơn Phật là như vậy. Bởi vì chánh pháp của Đức Phật rất là mầu nhiệm, mà Ngài như là một cái vị đạo sư không bao giờ giấu giếm những gì mà Ngài có được hết trơn. Ngài nói là những gì mà Ngài đạt được á, giống như là những cái vân tay, những chỉ tay, thấy một cách rất là rõ ràng. Ngài đã truyền lại cho chúng ta những thứ đó. Không bao giờ có một cái giáo pháp được gọi là giáo pháp bí ẩn, Ngài giấu. Rồi phải truyền tâm ấn ngoài những cái điều mà Ngài đã dạy chúng ta, không có những chuyện này. Đức Phật nói là nếu ai mà nghĩ Đức Phật như vậy thì rõ ràng sự tán thán đó đã trở thành sự phỉ báng Đức Phật rất là lớn. Có nghĩa là Đức Phật trở thành một con người rất là hẹp hòi, giấu giếm, chỉ truyền cái tâm ấn hay là truyền biết kiếp võ công của tâm linh cho những người nào có được cái trình độ tương tự, hay là cho một số đối tượng nào đó, giống như cái nghệ thuật gia truyền của người Trung Hoa. Thì rõ ràng là chúng ta đang gọi là hạ thấp giá trị và sự đóng góp của Đức Phật cho cuộc đời và thế giới này. Đức Phật nói là từ lúc mà Ngài thành đạo cho đến lúc Ngài qua đời đó, Ngài chỉ nói có hai chuyện duy nhất thôi. Thứ nhất là vạch mặt, gọi là chỉ điểm khổ đau đang có mặt ở trong con người. Cái thứ hai đó là đưa ra những cái con đường và những giải pháp để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau đó, bằng một cái câu là xưa cũng như nay. Ta chỉ nói lên hai chuyện là khổ đau và con đường vượt tận khổ đau. Con đường vượt tận khổ đau đó được Đức Phật gọi bằng một cái thuật ngữ rất là ấn tượng, đó là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông không có nghĩa là vận dụng thần thông để giáo hóa con người, giống như là từ lúc Ngài mới thành đạo, Ngài đã giáo hóa độ vua cha. Mà Ngài nói như thế này, bản chất của sự giáo hóa hay là bản chất của sự giáo dục đó, chính là một phép màu, chính là một phép lạ. Bởi vì sự giáo dục nó không làm cho người khác bị mê hoặc, mà truyền bá kiến thức để làm cho cái sự mê lầm của con người ngày càng giảm thiểu nhiều hơn. Bằng nghệ thuật của sự giáo dục, con người đã có kiến thức. Nhờ có kiến thức, con người đã đẩy lùi rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau vào quá khứ. Vì trước đây chúng ta không hề biết cái cách để làm ruộng. Nhờ có kiến thức của nông nghiệp, chúng ta đã khắc phục được những cái nạn hạn hán lũ lụt bắt mùa. Nhờ có kiến thức về khoa học hiện đại, chúng ta đã có rất nhiều cơ hội để thưởng thức cuộc sống nhiều hơn. Cho nên là bản chất sự giáo dục nó là một cái phép rất là mầu nhiệm, mà nó không cần phải vận dụng đến những sự trừng phạt, dọa nạt hay là hâm he vân vân và vân vân, mà vẫn có thể có được giá trị an lạc và hạnh phúc. Đức Phật nói là pháp và luật như là hai nền tảng của chân lý và đạo đức, chính là những cái phép màu nhiệm nhất mà con người cần có. Chỉ cần đi theo những gì mà Ngài đã dạy trong kinh điển, đi một cách gọi là có phương pháp, thì đôi lúc đó chúng ta không cần đến sự hướng dẫn của một vị thầy tâm linh, chúng ta vẫn đạt được những giá trị mà Đức Phật đã đạt. Đó là những vị được mệnh danh là độc giác hay là độc giác Phật, là giác ngộ một mình do tu tập một cách đúng phương pháp những gì Đức Phật đã dạy. Có những người không có được cái khả năng đó, họ cần phải có sự nương tựa, sự hướng dẫn, sự nâng đỡ và bảo hộ của một vị thầy. Và dĩ nhiên đi theo đúng con đường của vị thầy đó nêu ra thì họ vẫn có được những giá trị của an vui và hạnh phúc. Cho nên là tùy theo cái dòng chảy của khuynh hướng mà chúng ta chọn cho mình cái con đường hành trì như thế nào để cho được lợi lạc. Nhưng mà chúng ta phải tin như thế này, là dầu chúng ta có thầy hay không có thầy hướng dẫn, nếu chúng ta hành trì đúng chánh pháp, nếu chúng ta đi con đường đạo đức mà Đức Phật đã để lại, chắc chắn rằng an vui hạnh phúc sẽ có mặt.
và sự màu nhiệm sẽ xuất hiện ở trong gia đình của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cái hoạt dụng ở trong cuộc đời này đã tạo ra nhiều phép lạ. Ví dụ như là những cái trung tâm cai nghiện ở trên khắp thế giới, cai nghiện hút thuốc lá hay là cai nghiện sự kê ma túy. Và trong đó đó chúng ta được giảng dạy một cái phương pháp mà nói theo kinh điển nhà Phật, đó là đối trị tắc đạn. Đó là chúng ta dùng một cái A để thay thế một cái B. Cái B có thể là cái xấu, cái A là cái tốt. Ví dụ người hút thuốc lá đó, kêu họ bỏ luôn thì rất là khó, mà cho họ ngậm một viên kẹo. Trong viên kẹo này nó tạo ra một cái khẩu vị. Khẩu vị đó là một cái ảo giác, làm chúng ta có một cái nỗi đê mê giống như là những cái chất độc nó chứa đựng ở trong cái điếu thuốc lá. Dĩ nhiên là chất độc này là chất độc giả, nó không có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình. Và mỗi khi cơn nghiện xuất hiện đó, người đó chỉ cần ngậm một viên kẹo là nó sẽ trôi qua. Và sử dụng viên kẹo ngậm đó trong khoảng một thời gian 6 tháng cho đến là 1 năm, với một cái ý thức rất là cao độ, đó là tôi phải từ bỏ cái cơn nghiện hút thuốc lá, thì người kia có thể trở lại đời sống bình thường. Như vậy là cái phương pháp đối trị thông qua nghệ thuật liên tưởng một cách có ý thức đó đã tạo ra những cái phép lạ, làm cho người kia không phải tốn tiền, làm cho cái mùi hơi thở của người đó đó nó không trở thành xú uế cho rất nhiều người, làm cho sức khỏe của họ không có ảnh hưởng xấu về phương diện là ung thư phổi hay là lao phổi, là ảnh hưởng đến tim mạch, hay là ảnh hưởng đến cái cảm xúc và sự suy nghĩ vân vân, hay là ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh về mất ngủ. Cho nên là khi chúng ta vận dụng nghệ thuật đối trị mà Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta có thể tạo ra ở trong một cái trung tâm cai nghiện đó, rất nhiều cái phép lạ mà đôi lúc đó, nếu như họ không tin tưởng, họ không khó có thể làm được lắm. Muốn tin tưởng điều đó, đầu tiên chúng ta phải bỏ cái công thức ở trong cái nền kinh tế thị trường, đó là tiền nào của đó. Cái tâm lý tiền nào của đó đã làm cho chúng ta phải bỏ và tốn rất nhiều tiền để có được một cái giá trị kinh tế, đôi lúc đó nó tương đương với những cái mà chúng ta chỉ bỏ rất ít tiền mà chúng ta vẫn đạt được. Những thương hiệu là một trong những cái cách làm cho chúng ta tin rằng nó có chất lượng. Trên thực tế chất lượng tối đa nó cũng đến chừng đó mà thôi. Tương tự, chúng ta vận dụng những cái phương pháp hành trì ở trong kinh điển của nhà Phật, ví dụ để bỏ một cái cơn nghiện của xì ke và ma túy, thì Đức Phật dạy đó là chúng ta chỉ cần quán tưởng thôi. Ở trong cái nghệ thuật mà tu thiền đó, nó có cái cách thức đó là gọi là ly dục hỷ lạc. Cái hỷ lạc là một cái trạng thái liên hệ đến thân và tâm. Hỷ là cái niềm vui nho nhỏ của tinh thần, và lạc là một cái cảm xúc dâng trào toàn thể thân thể vật lý của mình. Và hai dòng cảm xúc này đó, nó có thể có mặt khi chúng ta đã từ bỏ đời sống dục tính một cách tuyệt đối. Cái câu tuyên bố đó của Đức Phật đó làm cho rất nhiều người bị sốc, và họ cho rằng có lẽ Đức Phật là một con người bị ma nè, có lẽ ông ta bị cái bệnh ức chế sau 6 năm tu tập khổ hạnh và đã không còn gần gũi Yayudala nữa, cho nên ông đã có một cái ảo giác của hạnh phúc. Nhưng trên thực tế đó, Đức Phật nói là có những loại hạnh phúc khi chúng ta lao theo một cái dục tính như vậy đó, nó tạo ra một cái phản quá chắc thôi, chứ nó không phải là một cái hạnh phúc thật. Và phản quá chắc này nó chỉ diễn ra chỉ trong vòng khoảng chừng 10 giây, 20 giây đối với người nam, và vài chục phút hay là vài giây đối với người nữ thôi. Nó tùy theo cái lúc người ta gọi là dụng ý, theo cái cách thức phân tức gọi là tâm lý của nhà tâm lý học Freud hay là ông Jung, vân vân. Đức Phật đã nói trong kinh rằng là cái cảm xúc của tính dục đó, nó có thể làm dâng trào con người, làm cho con người cảm thấy ghê gớm lắm. Thì tương tự những cái nỗi đam mê về xì ke ma túy hay là thuốc lắc gần đây đó, thì chúng ta thấy là nó tạo ra một cái phản ứng ảo giác khác. Và phản ứng ảo giác này lúc đầu á, người ta phải chấp nhận cái sự giả dưỡi. Và khi mà thử qua một lần rồi đó, thì cái nỗi đam mê đó, nó làm cho chúng ta không thể nào bỏ được. Đam mê đó cộng theo cái sự giả dụi, không đáp ứng nó thì sống không nổi, ngồi không yên, ngủ không ngon, ăn không khoái khẩu. Cho nên con người phải nuôi dưỡng nó một cách lâu dài. Đức Phật nói là chúng ta từ bỏ cái dục tính và từ bỏ những nỗi đam mê bằng cách là chúng ta tìm những cái cảm giác hỷ lạc của đời sống gọi là tinh thần. Lúc đó Đức Phật quán tưởng như thế này, dạy chúng ta quán tưởng. Đó là trong một cái hơi thở ra dài
chúng ta ý thức được rằng là hơi thở đó nó mang lại cái hy lạc khắp toàn thân của chúng ta. Cái hy lạc đó nó đòi hỏi mình phải quán tưởng rất là nhiều, tức là quán tưởng rằng là cái cảm xúc hy lạc này nó có mặt ở thịt nè, ở xương nè, ở mạch máu nè, ở các tế bào nè, ở từng cái lỗ chân lông, vân vân và vân vân. Và cái niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nó lăn lăn tầm bổng mà mình cứ liên tưởng nhiều như thế này đó, thì bỗng dưng những cái loại khoái cảm ảo giác của các loại hóa chất hoặc là khoái cảm ảo giác của cái sự quan hệ giới tính đó, lúc bấy giờ nó không còn đủ sức để mà chinh phục chúng ta nữa. Chỉ cần liên tưởng quán chiếu như vậy thôi thì lúc bấy giờ là chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đã được chuyển hóa rồi. Nếu chúng ta duy trì trạng thái quán niệm như vậy trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm đó, thì chúng ta sẽ đạt được những trạng thái an lạc mà đôi lúc đó chúng ta không tin rằng chúng ta có được. Cho nên trong các cái cai nghiện đó, trung tâm cai nghiện đó, nếu vận dụng theo phương pháp thiền quán của nhà Phật, hoặc là nếu chúng ta niệm Phật một cách có nghệ thuật, đó là cứ mỗi một cái câu danh hiệu niệm Phật chúng ta đề khởi lên đó, chúng ta nghĩ rằng là tất cả những thói quen xấu cần phải rơi rụng theo tiếng niệm Phật này, và sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức đó đã cấy vào ở trong não trạng chúng ta một cái lệnh điều khiển tự động. Lệnh này là chánh niệm và tỉnh thức, và chánh niệm và tỉnh thức đó nó làm cho tất cả những cái nỗi đê mê đó thuộc về giác quan không có đủ sức để mà xâm nhập vào trong con người tu tập của chúng ta được. Đó là lý do tại sao mà ở trong kinh đó Đức Phật dùng một cái từ chê chữ rất là hay, là các căn gọi là indriya. Mà indriya là một cái từ nó bắt nguồn từ một cái từ căn, đó là indra. Indra là thần sấm sét, một vị thần mà cái nền văn hóa của Ấn Độ cho rằng rất là quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người. Muốn hạnh phúc thì chúng ta phải tôn thờ vị thần này. Và Đức Phật nói là nếu chúng ta giữ các giác quan giống như là chúng ta gọi là tôn thờ vị thần Indra đó đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc. Dĩ nhiên ở đây Đức Phật không xúi chúng ta trở thành con người của tín ngưỡng là tôn thờ thần, mà Đức Phật nói là hãy giữ các giác quan, đừng để cho những cái cảm xúc là khổ đau xuất hiện, và để cho những cái cảm xúc an lạc hạnh phúc nó duy trì được lâu dài. Thì lúc bấy giờ các giác quan của chúng ta chính là các thần linh, chính là nền tảng của những giá trị. Như vậy là không cần phải có nhiều phương tiện của đời sống vật chất, không cần phải lên trên cung trăng, không cần phải đi thế giới này là du ngoạn chỗ nọ, chúng ta mới có được hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta làm chủ được các giác quan của mình, đó là tìm cái niềm hỷ lạc bằng cách là đẩy lùi những cái hỷ lạc của điều kiện ra khỏi bên ngoài dòng cảm xúc, lúc bây giờ chúng ta sẽ có những phép lạ của sự chuyển hóa. Cho nên là trong các cái trung tâm cai nghiện bây giờ họ đã dần dà vận dụng những cái phương pháp một cách rất là ngẫu nhiên những gì Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Cái phương pháp thay thế đó là phương pháp đối trị, và chỉ có nghệ thuật đối trị làm cho con người chuyển hóa một cách dễ dàng. Còn chặt bỏ đi đó một cái gì đó thì tạo ra cái cảm giác nối tiếc nhiều lắm, và nó lại không thành công, bởi vì nó tạo ra một cái phản ứng ức chế. Ví dụ như là một cái bàn tay nhem nhúa đã từng gọi là ăn cắp, đã từng làm việc xấu, bây giờ chúng ta trừng phạt người đó bằng cách là chặt đứt bàn tay hoặc là bỏ tù bàn tay, thì cái tâm ăn cắp nó vẫn còn. Còn bàn tay đó sau này có ăn năn hối hận muốn làm việc lành, không còn cơ hội để làm việc lành nữa. Nếu chúng ta gọi là ghép một cái bàn tay mới bằng một cái bàn tay là co rút giống như là các con robot, chắc chắn rằng cái hoạt dụng nó không thể nào linh động như là một bàn tay thật. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là chuyển hóa thôi, tức là từ một cái bàn tay nhem nhúa với động cơ xấu trở thành một bàn tay của tình thương, của chia sẻ, của nhường cơm sẻ áo, của sự giúp đỡ, của vô ngã, thì chắc chắn rằng là cái phép màu đã xuất hiện rồi. Do đó là các cái trung tâm cai nghiện, các trung tâm giáo huấn, các trung tâm giáo dục, các trung tâm thiền quán, các trung tâm niệm Phật hay là các con đường, các pháp môn đều là những cái phép lạ hết trơn. Chỉ cần tu tập một ngày là chúng ta thấy được pháp lạ nó xuất hiện một ngày. Do đó đời sống đạo đức được Đức Phật nói ở trong ngôn ngữ tiếng Anh đó, Paramokkha, và cái đó là biệt giải thoát, nghĩa là khi chúng ta hành trì được một giờ chúng ta được hạnh phúc một giờ, chúng ta hành trì ở nơi này chúng ta được hạnh phúc nơi này, mà nếu hành trì liên tục ở mọi nơi mọi chốn thì giá trị của an lạc hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta hàng ngày hàng giờ. Cho nên là cứ tin tưởng điều đó thì chúng ta sẽ đạt được nhiều giá trị an vui. Có một cái mùa lạnh nọ đó, Đức Phật đã đến sông Hằng
phong tục tắm sông Hằng của Ấn Độ bây giờ vẫn còn được truyền thừa. Và một năm như vậy đó, người ta đã tới đó khoảng chừng 300 cho đến là 600 ngàn người, và tắm vào một cái thời điểm rất là lạnh, từ 5 giờ khuya cho đến là 7 giờ sáng, và một cái mùa đông mà nhiệt độ có thể xuống từ 5 độ C cho đến là 0 độ C. Ấy thế mà tại sao người ta vẫn có thể ngâm mình chịu đựng được một cái sức lạnh lớn như vậy? Bởi vì họ nghĩ rằng là cái sự màu nhiệm linh thiêng của con sông có thể làm cho họ được hạnh phúc, rửa hết tất cả những tội lỗi mà họ đã tạo ra ở trong quá khứ. Học thuyết tội tổ tông của Do Thái giáo không phải là mới có, hay là có từ lúc đạo Do Thái đã có, mà trên thực tế đó nó đã có từ ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ. Họ quan niệm rằng là khi con người có mặt trên cuộc đời này đó, thì con người đã có sẵn ở trong dòng cảm xúc và hành động của họ những tội lỗi. Cho nên mỗi năm như vậy là phải xuống tắm sông Hằng để nhờ cái sự ban phước của Phạm Thiên, tất cả những nỗi khổ niềm đau sẽ được kết thúc. Cho nên họ tắm dữ lắm. Một hôm nọ Đức Phật đã có mặt. Dĩ nhiên là Đức Phật có mặt không phải để convert người khác. Ngài không phải đến để mà mong rằng những người này theo đạo Phật, mà Ngài để tạo ra những phép lạ. Cái phép lạ của Ngài rất là đặc biệt, không phải là thần thông, biến hóa, hay là tha tâm thông, hay là làm chuyện lạ gì chuyện nọ. Mà Ngài là kêu Ngài A Nan đó lấy một cái bao sỏi, rồi Ngài mới cầm từng cái viên sỏi thả xuống cái dòng sông Hằng, tỏn như vậy. Nhiều người ngạc nhiên lắm, nghe nói là Như Lai Thế Tôn xuất hiện, họ quay quần lại. Thì Đức Phật Thích Ca mới yêu cầu tất cả những người có thần thông lúc bấy giờ đó, hãy dùng cái phương pháp thần thông của mình để làm cho cái viên sỏi này đó không có bị chìm ở dưới dòng sông, mà hãy nổi lên trên mặt nước. Nhiều người thấy dễ ăn lắm, cho nên nhào vô mà làm. Họ cầu nguyện, họ van xin, họ lại lục, rồi họ dùng thần bí làm đủ cách hết trơn, viên sỏi vẫn chìm xuống nước. Sau đó Ngài nói với A Nan, hãy lấy ra một cái muỗng dầu, nhiễu từng giọt tỏn xuống dòng sông, và yêu cầu những người có mặt cũng dùng một phương pháp tương tự của thần biến để làm cho giọt nước, những giọt dầu này chìm xuống ở dưới lòng sông. Họ đã làm hết bằng mọi cách ấy thế mà dầu vẫn nổi lên trên mặt nước. Lúc đó Đức Phật mới kết luận như thế này, là có những quy luật vật lý đó chúng ta không thể nào làm khác hơn được. Ngài chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta có thể phân tích theo vật lý học hiện đại đó, chúng ta thấy rằng là các nguyên tử phân tử của đá, của sỏi, của đất, là của những chất rắn, nó lớn hơn, nó nặng hơn là các nguyên tử và các phân tử của nước, cho nên nó phải chìm xuống bên dưới. Cái nào nặng nó phải chìm xuống bên dưới. Còn các nguyên tử phân tử của dầu nhẹ hơn, cho nên nó nổi lên trên mặt nước. Đó là một quy luật hiển nhiên không ai có thể làm khác được. Dĩ nhiên là các nhà ảo thuật gia thời hiện đại, bằng nghệ thuật gọi là điêu luyện của mình, họ có thể làm cho người khác nhìn thấy rằng là viên đá có thể nổi trên mặt nước, giọt dầu có thể chìm ở xuống dòng sông. Mà tất cả những đó đều là những ảo thuật thôi, chứ không có thật. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy một cái người nằm ở trong một cái khung kiến, rồi bị cưa ra ba khúc, và chúng ta ráp nối lại làm cho người đó có thể sống lại được. Nhưng mà tất cả những đó đều là ảo thuật, chứ không phải có thật. Nếu có thật thì cái đó quả thực là đại thần thông. Mà Đức Phật nói là những cái đó vẫn không thể mang lại hạnh phúc, an vui cho cuộc đời. Cho nên bằng cái cách thức làm như vậy, Đức Phật nói là nỗi khổ niềm đau không thể nào được hóa giải bằng những cái nghệ thuật mà người ta cho là phép lạ của thần thông, mà phải khởi đi bằng cái nhận thức sáng suốt dựa trên nền tảng của nhân quả. Mình hiểu được rằng tất cả những nỗi khổ đau của mình á, nó có dây mơ rễ má 30% với quá khứ, 70% với đời sống của hiện tại. Và muốn tháo gỡ cái này ra thì chúng ta phải gieo trồng những hạt giống đối lập. Nếu như chúng ta đã từng bỏng sản, tham lam, cho nên bây giờ mình trở nên cái người nghèo cùng túng thiếu, và cái nghèo cùng túng thiếu này là kết quả của 40 năm, 30 năm mà mình sống một cách gọi là thiếu đi sự hỗ trợ, là giúp đỡ người khác ở trong cuộc đời này. Thì lúc bây giờ chúng ta gieo trồng những hạt giống của tình thương, của sự san sẻ, lúc bây giờ nỗi khổ niềm đau đó sẽ được tan biến rồi. Đó là một cái gì đó rất là hiện thực. Và tương tự Đức Phật nói là nếu như con sông Hằng này có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của con người, thì chắc chắn rằng là những cái loài thủy tộc như là cơm, cua, cá, hay là những cái loại nho nhỏ bên dưới đó, sẽ trở thành những bậc thánh, trở thành Phạm Thiên, trở thành những người giác ngộ đầu tiên, là chứ không phải là con người. Vì con người tiếp xúc với mặt nước,
một ngày tối đa là một tiếng đồng hồ, hay là những người mà sống bằng cái nghề bơi lội đó, một ngày cũng khoảng chừng 6-7 tiếng là hết thôi, chứ đâu có nhiều hơn nữa. Hay là chúng ta sống theo cái kiểu mà nghề thương buôn ở trên thuyền hay là tàu ngầm ở dưới mặt nước, thì chúng ta cũng tiếp xúc ở trong một thời gian nào đó nhất định mà thôi, chứ không thể nào là 24 giờ đồng hồ một ngày giống như là các loài thủy tộc ấy. Thế mà cá tôm cua vẫn mãi mãi là cá tôm cua mà thôi. Rồi thế giới của chúng là thế giới của mạnh hiếp yếu, lớn ăn nhỏ, cái chết và lẽ sống nó diễn ra trong tích tắc mà thôi. Nó vừa ăn con khác rồi trong tích tắc sau nó bị con khác ăn. Cứ như vậy mà chúng được sanh sôi nảy nở và trưởng thành, và có nhiều loài bị diệt chủng, rồi nhiều loài mới là được phát sanh, được hóa sanh, vân 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 vân. Cái nỗi khổ đau của những loài thủy tộc theo kinh Tăng Chi nói đó, đó là khổ đau lớn lắm, bởi vì sự chuyển hóa của nó rất là thấp. Dòng cảm xúc của nó đó, nó chỉ là một cái phản ứng thôi, chứ không có được ý thức để mà chuyển hóa như là con người may mắn. Cho nên Đức Phật nói là đừng bao giờ tin vào những cái thần bí ở bên ngoài, mà hãy tin vào những phép lạ của sự chuyển hóa. Phép vào đó là sự hành trì, phép vào đó là con đường tu tập, phép vào đó chính là các pháp môn, phép vào đó chính là các đạo tràng. Và nói theo tinh thần của các tổ Trung Hoa đó là kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Tức là các đạo tràng tu tập phải mọc lên như là nấm ở mọi nơi mọi chốn, chứ đừng có sợ có ở chỗ này đã có một nơi rồi thì chúng ta lập thêm một nơi khác. Và theo tinh thần của đạo Phật thì chúng ta không bao giờ sợ sự cạnh tranh, bởi vì mỗi một pháp môn đóng một vai trò, và mỗi một con đường đóng một cái chức năng, và góp những cái vai trò những chức năng này lại, chúng ta có được một thế giới của Phật giáo rất đa dạng và phong phú, có thể giải quyết được rất nhiều nỗi khổ niềm đau, giống như nhiều cái chứng bệnh khác nhau của nhiều chúng sinh ở trên cuộc đời này. Cho nên đó là lập một đạo tràng với một cái khuynh hướng, đó là phá nghi vọng, tức là phá cái lưới nghi hoặc, phá cái lòng mê tín, phá cái thái độ dị đoan, phá đi những cái niềm mơ ước mà không đặt trên những giá trị của hiện thực, phá đi tất cả những cái sự tưởng tượng vào tha lực quá nhiều mà không phát huy những cái tiềm năng của bản thân. Lúc bấy giờ đó thì mỗi đạo tràng đó chính là một cái phép lạ, mỗi đạo tràng đó chính là một sự chuyển hóa. Và cứ cái đạo tràng đó có mặt ở chỗ nào thì chuyển hóa và phép lạ có mặt ở chỗ đó. Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ gọi là tôm góp kiến thức để trở thành một con người đặc biệt, mà hãy thực hành các kiến thức để trở thành những con người có được an vui và hạnh phúc. Và làm được như vậy đó thì chuyển hóa nó diễn ra hàng ngày hàng giờ với từng suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta ở trong cuộc đời. Hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái góc cạnh rất là nhỏ về quan điểm của Đức Phật về phép lạ, và Ngài nhấn mạnh đến góc độ của thần thông giáo hóa, tức là lấy sự giáo hóa, lấy con đường đạo đức, lấy con đường chân lý để chuyển hóa con người, chuyển hóa cuộc đời, chuyển hóa những con người có quá nhiều nỗi khổ niềm đau, để làm cho người đó vươn lên ở trong cuộc sống. Như vậy là tất cả những người tại gia cũng có thể làm được chuyện này. Chúng ta có thể tạo ra những cái phép lạ đó ở trong ngôi nhà của mình, ở trong gia đình của mình, với những người con của mình, với những người thân, người thương nhất của mình. Rồi sau đó chúng ta truyền bá những cái đó, chia sẻ cái đó đối với những người thân bằng quyến thuộc, rồi những cái người quan hệ đối tác của mình một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Những điều đó là những cái có thể thực hiện được với một điều kiện duy nhất, đó là chúng ta đến với Đạo Phật để mà nhìn thấy rất rõ con đường hạnh phúc mà Đức Phật đã hành trì. Và chúng ta phải tin một cách chắc chắn rằng chúng ta cũng có khả năng để đạt được cái này. Và với niềm tin đó, chúng ta đạt được cái hạnh phúc hết 30%, 70% còn lại là con đường của dân thân và làm việc. Kính chúc tất cả quý vị được an lành và hạnh phúc, và mong rằng là chúng ta sẽ sáng suốt để tin tưởng những cái phép lạ có mặt xung quanh chúng ta hàng ngày hàng giờ. Mỗi khi chúng ta gọi là liên tưởng đến chánh pháp và hành trì chánh pháp là chúng ta sẽ có được những giá trị đó. Có ai thắc mắc gì không? Con hỏi này tại lúc hồi nãy thầy nói là những bậc mà tu của mình đó thì bạn đã tăng, nhưng mà sao con nghe mấy vị thầy nói đồng giác với lại ở Hà Hán đó, rồi ở một tổ tu đó thành ra vô ngã không thầy? Những vị mà đọc giác Phật đó, không phải là tu một mình. Người ta hiểu sai từ nguyên của chữ độc giác Phật.
độc giác Phật là ra đề trong một cái bối cảnh mà Đức Phật không còn mặt trên cuộc đời này nữa, và ứng dụng hành trì kinh điển thông qua các con đường của các pháp môn mà đạt được sự giác ngộ, thì vị đó được gọi là độc giác Phật. Cho nên tất cả chúng ta, những vị thầy, những vị sư cô, những người tại gia, thiện nam tín nữ tu ở trong một cái đạo tràng, ví dụ như là đạo tràng Hoằng Pháp ở Việt Nam 2000 người, hay là cái đạo tràng tại chùa Linh Sơn Địch Kinh Sơn khoảng 100 người, ví dụ vậy, mà nếu chúng ta tu có phương pháp mà đạt được giác ngộ thì chúng ta được gọi là độc giác Phật, chứ không phải là tu một mình. Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích chúng ta tu một mình. Ở trong bài kinh là người biết sống một mình á, Đức Phật dạy quở trách một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa. Vị này có cái hạnh đặc biệt lắm, đặc biệt đến độ là không thèm nói với ai một lời một câu nào hàng ngày, đặc biệt là nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ mà không bao giờ bị động tâm, không bao giờ màng đến thế sự, và luôn luôn tìm đến chỗ thanh vắng, quần chúng ca tụng rồi tán thán đảnh lễ thì ông đều không thừa nhận, không chấp nhận như thế đó. Thì đối với nhiều vị tỳ kheo cho rằng đó là cái cách tu tuyệt vời, tuyệt hảo lắm rồi. Đức Phật nghe nói như vậy mời vị tỳ kheo Thượng Tọa đến, và Đức Phật hỏi là chuyện đó có thật hay không. Vị tỳ kheo nói quả thật là có. Hỏi lý do tại sao ông hành trì như vậy. Ông nói rằng là cái hành trì đó nó mang lại cho ông cái giá trị an lạc, tĩnh tại lớn lắm, cho nên ông thích, còn thích cái này. Chỉ là Thế Tôn nói là có một cái phương pháp gọi là sống một mình hạnh phúc hơn, đó là sống ở trong thời hiện tại, sống trong những giây phút hiện tại, với những việc làm, lời nói, cử chỉ, với những cách thức giao tế, với những cái sinh hoạt rất là bận rộn ấy, thế mà dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức có mặt á, thì chúng ta được an vui và hạnh phúc. Chứ đừng bao giờ tách rời khỏi chúng, và tách rời khỏi chúng như vậy đó thì cái bản ngã của mình có thể gia tăng, và lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy những người khác nô đùa vui chơi giải trí rồi chúng ta nghĩ rằng họ không tu gì hết. Mà có những người mặc hạnh chẳng hạn như là ngày La Hầu La, lúc nào cũng tiếu tiếu vui vui, cọt cà lét các vị tỳ kheo già, phá những vị đang ngủ, là nói lớn tiếng làm cho người ta quả quả. Mà thực ra ông làm những chuyện đó để thử cái dòng chảy tâm linh của những người này có thật sự là ngon lành hay chưa, chứ không phải là phá đám đâu, mà ông đang thử. Từ lúc mà chúng ta có nhiều người thử mình mà mình không biết, mình tưởng rằng họ đang gây phiền não cho mình. Cho nên Phật nói là hãy sống ở trong chúng, đừng bao giờ biệt lập, đừng bao giờ ở riêng một mình, và biết cách ở trong chúng với thái độ của lục hòa cộng trụ đó, thì tất cả mọi người đều được an lạc và hạnh phúc. Bản thân của Đức Phật Thích Ca nó mặc dù đã đạt được giác ngộ giải thoát ấy, thế mà mỗi ngày ngài phải ngồi thiền. Dĩ nhiên là ngài không ngồi cho ngài, mà ngài ngồi để làm gương cho những người khác, cho những người mà chưa đạt được sự giác ngộ cần phải ngồi để đạt được sự tỉnh tại. Cho nên là cách thức giáo hóa của ngài đó, nó có thể thông qua cái sự mẫu mực, có lúc là thông qua lời nói, có lúc là thông qua việc làm. Và sự mẫu mực cũng là một trong những nghệ thuật giáo hóa rất là mầu nhiệm mà Đức Phật đã để lại trong kinh. Cho nên là khi nãy chúng tôi nói đó, rõ ràng là chúng tôi không nói những người tu một mình là nó tăng trưởng bản ngã, mà cái điều kiện đó để tạo đến sự tăng trưởng bản ngã có thể có, mà nó sai với tinh thần của Đức Phật nữa. Đức Phật không bao giờ khuyến khích ai tu một mình, và Đức Ngài không bao giờ khuyến khích chúng ta gọi là nhập cốc nhập thất, chuyện đó không có, chưa bao giờ có ở trong bản kinh Pali cho đến kinh Đại Thừa Đức Phật khuyên chuyện đó. Cái thứ hai nữa, ngày nay nó cũng có một cái quan niệm mà theo chúng tôi là không đúng với lời Phật dạy, chúng tôi không dám nói là sai nhưng mà không đúng, đó là quan niệm tình khẩu là không nói đó, tức là im lặng, gặp người khác không nói nhưng mà lại giết, nó cũng là một cách thức khác của nói thôi. Bởi vì lời nói là một cách thức truyền thông ý tưởng của mình cho một người khác, và chữ viết là một cái nghệ thuật truyền thông khác thôi, hai cái nó là một thôi. Và Đức Phật nói một cách rất là khôi hài trong kinh đó, nếu người nào có miệng mà không chịu nói mà cho rằng đó là tịnh khẩu đó, thì cái quả chứng tối đa của người đó là gì? Bị câm. Quả chứng kế tiếp là bị á khẩu. Thế mình đang có miệng mà mình không chịu nói thì riết là bị câm thôi. Và thật như vậy, nếu quý vị nhớ là cái sự kiện Robinson ở trên hòn đảo Quang đó, sau thời gian nhiều năm quá không có nói ngôn ngữ của loài người, ông ta gặp con người ông ta bỏ chạy, ông ta sợ, là sống nó rú lên những tiếng rú giống như là con vượn vậy đó. Mà nếu như phái đoàn đó mà không phát hiện được Robinson thì có lẽ ông ta đã trở thành là vượn mất rồi, và kiếp sau ông ta sẽ đầu thai làm vượn thôi. Bởi vì hàng ngày ông ta quân tập những cái hành động của vượn, những cái lời hú của vượn, cách thức ăn trái của vượn, thì kiếp sau phải tái sanh làm vượn thôi. Đó là nhân quả rõ ràng. Và Đức Phật đã từng tu tập như vậy. Đức Phật đã từng tu tập hạnh con bò,
là ăn bằng cái miệng chứ không phải ăn bằng hai bàn tay. Đức Phật đã đi bằng cái cách thức đi của con bò, đi bằng bốn chân chứ không phải đi bằng hai chân. Và những cái cách thức Đức Phật đã trải qua hết rồi, và Đức Phật đã thấy nó không có hiệu quả, cho nên ngài nói rằng là tu như vậy sẽ làm cho mình bị ác khẩu chứ không có giá trị gì hết. Bởi vì ngài đã từng tu hành con bò là không nói, chỉ có rống thôi. Cho nên là tịnh khẩu có nghĩa là mình nói ngôn ngữ thanh tịnh. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ phản ánh đúng được chân lý đang diễn ra. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của đoàn kết hòa hợp. Ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ làm cho người khác phấn chấn của tình từ bi và thương yêu. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ không bao giờ đặt trên nền tảng của sự ly gián. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của kêu gọi người ta làm là lánh dữ. Thì tất cả những lời nói mang cái chất liệu đó được gọi là tịnh khẩu. Chứ tịnh khẩu không phải là im lặng. Cho nên là giữa quan niệm của Bà La Môn giáo và Đạo Phật đó, nó có một khoảng cách rất là lớn. Quan niệm thanh tịnh của Bà La Môn giáo đặt trên nền tảng của chủ nghĩa hình thức, ví dụ không nói là tịnh khẩu, rồi ăn ít, ngủ ít, ngồi nhiều là thân thanh tịnh. Đức Phật nói cái đó không phải là thanh tịnh. Mà nếu như thân của chúng ta làm được nhiều việc làm, một cái cuốc đất, một cái trồng rau, hay là một cái làm việc, một cái đảnh lễ Phật, hay là một cái lao tự Phật, vẫn có thể là một bài pháp cho những người khác. Cho nên cứ dấn thân, cứ làm việc mà tu theo giờ Phật rồi, chúng ta phải nhớ đến là chữ tinh tấn. Tinh tấn về thân, về khẩu, về ý, làm hoài, làm mãi thôi. Mà muốn làm tinh thần Bồ Tát Đạo đó, thì không có tinh tấn là chúng ta không bao giờ hạnh phúc được nhiều lắm đâu. Cho nên có tinh tấn thì rõ ràng chúng ta sẽ không tu cho mình mà tu cho mọi người, tu cho cộng đồng, do đó nó có giá trị nhiều hơn. Dĩ nhiên là tu một mình thì mình cảm thấy là cái sự tĩnh tâm diễn ra nhanh hơn, nhưng mà khi đối chọi với cuộc sống các cái đó có thể tan biến bất cứ lúc nào, phiền não nó sẽ xuất hiện. Bây giờ quý vị không tin, ở bên Mỹ khoảng chừng 30 năm kêu quý vị về Sài Gòn, quý vị chịu không nổi đâu, ồn ào náo nhiệt. Ở Mỹ này mình ở trong những khu nhà rất là yên tĩnh, không nghe tiếng xe. Ở nhà có mấy thành viên, không nghe tiếng ồn. Về Việt Nam là chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là cái sự ô nhiễm về tiếng ồn, và phiền não chúng ta có thể xuất hiện. Ở trong một môi trường mà an toàn thực phẩm cao như là Hoa Kỳ, về những cái nước như là Somali, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị bệnh nấm, bởi vì chắc kháng thể chúng ta bị yếu. Chúng ta ở môi trường quá tốt thì chúng ta bị yếu thôi. Thì tương tự như vậy, nếu không đặt mình ở trong những môi trường phức tạp và phiền não thì chúng ta sẽ chưa thấy được rằng mình được tiến bộ đâu. Cho nên là ở những cái nơi mà nó khó khăn rồi đó, thì đến những cái chỗ thuận lợi khác chúng ta dễ sống lắm. Còn ngược lại, chỉ ở những cái chỗ mà thuận lợi, chúng ta vẫn chưa thấy mình tiến bộ nhiều đâu. Ngày càng yếu hơn, ngày càng lui sụp nhiều hơn. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Do đó nó là độc giác á, là cái cách thức mà chúng ta sống ở trong mấu chốt hiện tại, dựa vào lời kinh hay là pháp âm của Đức Phật để chúng ta tu tập, thì chúng ta được giác ngộ, được gọi là độc giác Phật, chứ không phải là tu một mình, tu cô đơn, không phải vậy. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây, bởi vì thời khóa đã bắt đầu đến rồi, thì đến giờ dùng cơm trưa, phần thực kinh hành theo tinh thần của kinh A Di Đà. Kính chúc quý vị sau khi ăn cơm xong đi kinh hành trong sự tĩnh lặng, và nhờ đó thì cái chất liệu an lạc hạnh phúc sẽ có mặt ở trong từng cái bước chân đi của chúng ta. Và nói theo thiền sư Nhất Hạnh, đó là mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp tăng, tức là mình tu tịnh độ theo cái cách thức đó là tu rất là đúng với kinh A Di Đà, chứ không phải là chờ đến khi chúng ta qua đời mới chúng ta mới có tịnh độ. Thì như vậy là trong suốt mấy mươi năm chúng ta tu, chúng ta bị thiệt thòi, đang có mặt ở tịnh độ mà mình không thấy. Mà muốn có được mỗi chứng viên đi là tịnh độ thì phải phản thực kinh hành, phải chú tâm cảnh giác rất là nhiều thì chúng ta mới đạt được an vui. Kính chúc quý vị được an lành. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ